có vẻ căng thẳng quá. Rồi chào nha, ở đây có ai lần đầu tiên dự cái buổi workshop của nhà hàng thì tại dù như vậy thấy như là 80% là lần đầu tiên dự workshop của anh. Nhưng mà nếu vậy thì Tuấn hỏi thêm câu kế tiếp, đó là cái workshop đầu tiên có đi không? Ờ, lần đầu tiên là chưa có dự workshop của nhà hàng lần nào hoa. Gây ha. Ok, cố gắng. Có ai chưa bao giờ gặp mình không? Có luôn hả? Who are you? Rồi, chúng ta bắt đầu đi ha. Thì anh em biết là camera kinh tế không cần giới thiệu nhiều ha, là một cái diễn đàn chuyên về camera trong một cái diễn đàn lớn là kinh tế thiết bị công nghệ. Nhưng mà cái mảng camera thì phục vụ cho những anh em thích chụp hình hoàn toàn miễn phí, như là có nhiều bạn đến đây kêu sao miễn phí mà đã uống nước. Cái đó basic mà. Cái đó basic phải chứ. Đó là cơ bản rồi, không cần phải nói, nó rất là cho nên, nhưng mà hôm nay mình cũng phải ghi cái trong đó, thấy nó hơi kỳ. Thôi anh Tuấn ơi, nói vậy nè, Tuấn nói xin lỗi. Anh Tuấn nói anh Hà còn phải trả tiền nước đó mà. Đó thì ý mình muốn nói là camera kinh tế là gồm những mốt thích chụp hình và muốn chia sẻ những cái gì mà anh em mình thấy là cần cho anh em. Thì ngoài cái kiến thức ở trên diễn đàn thì mình cũng muốn những anh có kinh nghiệm cũng như là những người chuyên nghiệp chia sẻ cho anh em mình những cái kiến thức mà anh em phải, thay vì phải đi học rất là nhiều tiền hoặc là nhiều thời gian, thì chúng ta có những cái buổi như vậy rất là quý. Tụi mình cũng cố gắng là không có mời đông người để cho anh Hà có cái không gian thoải mái để minh họa, rút kinh nghiệm những lần trước đông quá không còn không gian nữa để chụp hình nhé, minh họa mà chỉ có nói không thì anh em cũng không có nắm bắt hết được. Những anh em nào mà không có tên kia ha, không có đến dự được thì chúng ta sẽ xem live. Thì trong cái suốt cái quá trình anh Hà chia sẻ, anh em ngồi ở đây cũng như anh em ở trên màn vẫn có thể tham gia những cái game, những cái câu hỏi của anh Hà. Đây, cái này của ai cho vậy? Nhà tài trợ. Thì nhớ với lại USB rất là nhiều của khắc tên nữa. Mấy cái sợi dây khắc tên của Tu Hiền. Wow. Để treo máy ảnh. 64 ghi nha các bạn. Rồi, thì anh Hà đã chia sẻ rất là nhiều buổi ở đây rồi. Những cái kiến thức mà gọi là kiến thức basic ấy, kiến thức cơ bản anh em chịu khó lên coi. Hôm nay anh Hà sẽ chia sẻ về bố cục trong nhiếp ảnh chân dung. Thật ra thì mình nghe cái này rất là nhiều ha, nghe nó quen rồi, bố cục cũng nghe nó quen ta rồi, ảnh chân dung cũng nghe quen ta rồi, nhưng mà thực chất là bố cục trong ảnh chân dung là một trong những cái đề tài có thể nói là rất là nhiều người thích, nhưng không phải ai cũng biết cách chụp đúng, có nghĩa là chụp đúng cách ấy, và khai thác được cái đề tài này một cách triệt để. Anh Hà là một người, với cá nhân như mình nha, anh Hà là một trong những người đi đầu trong cái thể loại ảnh này ở Việt Nam. Đó. Năm, tại vì đông người 80% chưa gặp anh Hà thì hôm nay nói lại. Năm 2009 gì đó mình nhớ là anh Hà về Việt Nam sau khi ở bên Mỹ rất là nhiều năm, nhưng mười mấy năm, 17 năm làm việc cho các cái tờ báo chuyên về chụp ảnh thời trang cũng như là báo chí, thì anh Hà về Việt Nam mở cái workshop đầu tiên về ảnh chân dung nói chung thôi, chứ không có đi xoáy sâu vô cái bố cục về ảnh chân dung như ngày hôm nay đâu. Thì lúc đó ở kinh tế chưa có phát triển cái mảng này, thì tên VN Photo có một cái buổi workshop đầu tiên như vậy. Lúc đó mình nhớ là mỗi bạn 500.000 mà phải đăng ký giới hạn trong mấy chục người đó, 150 người. Thì cái buổi hôm đó là rất là đông người tham gia, bởi vì cái tiếng tăm của anh Hà trước đây đã có rồi và bị giới hạn như vậy. Thì sau đó anh cũng làm nhiều buổi khác nữa, mãi cho đến năm nay mình mới dụ ổng qua đây uống cà phê. Thấy ổng uống cà phê dụ ổng thích trai đẹp lắm, dụ mà ổng trả tiền vậy chứ mắc trả tiền không, ổng mê á, ổng mê mình.
Cho nên là ảnh được thuyết phục. Mà thật sự ra ở Việt Nam thì không phải là rất là nhiều người chuyên nghiệp, chụp ảnh chuyên nghiệp. Nhưng mình có khả năng và mình có cái kinh nghiệm. Nhưng cái quan trọng bước tiếp theo là gì? Là chia sẻ. Thì không phải là ai cũng có thể chia sẻ đâu. Chia sẻ không phải là chỉ là một cái ý thích, mà nó là một khả năng, một cái gì đó về cái tâm của cái người làm nghề nữa. Thì anh Hà đã sẵn sàng chia sẻ cho anh em. Nhưng mà mình thấy rất là vừa hay mà vừa rất là cảm phục cái tinh thần chia sẻ của anh Hà. Thì hôm nay về cái chủ đề chân dung, bố cục trong nhiếp ảnh chân dung của anh Hà, thì anh em biết là nghĩ đến chân dung là đến con người ha, nghĩ đến mẫu. Thì mình đặt mẫu ở đâu thì nó ra bố cục. Nhưng với Hà, cái bố cục nó còn khó khăn hơn là dùng ánh sáng để tạo ra bố cục. Ý tứ, ánh sáng, dùng ánh sáng để tạo ra bố cục, chứ không phải là đặt vào một cái góc nào nó ra bố cục chỉ đơn giản như vậy đâu. Thứ hai là ánh sáng của anh Hà là ánh sáng rất là, mình nghĩ là khó nghe nó ánh sáng là thấy đẹp đúng không, nhưng anh Hà dùng một nguồn sáng để chi, để cho anh em ai cũng có thể thực hành và chụp được hết. Đó là ánh sáng cửa sổ. Nhà nào cũng có cửa sổ hết thì tận dụng nó như thế nào. Thứ ba là về thiết bị. Khi chụp ảnh chân dung với ánh sáng window này á, thì anh em dùng ống kính nào, tiêu cự nào, dùng khẩu độ nào, và đặt cái góc máy nào, vị trí góc máy nào, vị trí góc máy, khoảng cách cho đến cái gì đấy, tí nữa anh Hà sẽ nói, với ánh sáng window này, để anh em có được một cái bức ảnh chân dung. Thứ nhất là đúng cách, thứ hai là khai thác được hết tất cả những cái mà nhiếp ảnh là một cái phương tiện có rồi mà mình không có tận dụng được hết. Đó, thì hôm nay không những là anh Hà chia sẻ kiến thức của mình, mà anh Hà còn mời đến đây hai bạn model chuyên nghiệp. Hai bạn này là hai bạn chuyên nghiệp nha, mà do chính anh Hà training chứ. Đó thôi anh Hà, nghe người để em lựa cho anh hai mẫu xin đứng ngoài, xin về các thứ về đường cong rồi hình vẽ rồi gì đấy. Nhưng mà nhiều khi lại không có cái chuyên môn về nhiếp ảnh. Rất là vất vả. Thì anh thôi mời hai mẫu mà do chính anh đã từng training về ảnh chân dung rồi để cho anh em. Đó là một cái mà anh em được hưởng đó, mấy anh em khác không được hưởng. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay. Cảm ơn các bạn. Ta khỏi xài ha. Còn gì nữa không? Ta khỏi xài micro nha. Dạ anh có micro của anh. Rồi coi khỏi xài. Ok, anh Tuấn anh nói quá làm tôi nổi da gà các bạn. On chưa? Các bạn cho mình một phút, tại vì tôi cũng nghĩ là rồi tôi có đọc trên mạng thấy mấy bạn cũng hơi than phiền về cái vụ audio á. Sao tôi nghĩ em test anh một phút được không, mà 30 giây được không, được ok chưa em? Ok chưa? Nghe rõ không? Yêu cầu một tôi yêu, đang live phải không? Đang live. Tôi yêu cầu một bạn nào online đó đánh một câu ok giùm tôi vô kêu bạn coi thử coi. Có nghe không? Đánh cái gì cũng được. Tức là đánh đã nghe rõ không? Có ai trả lời chưa? Ok ha, rồi ha, không có than phiền ha. Ok, tại vì tôi cũng rất là áy náy các bạn. Là kiểu tôi làm workshop mà tôi không ngờ cái mức độ mà tiếp nhận các bạn rất là cao, và tôi rất là áy náy là về nhà là cái nội dung đó bữa mình làm cách đây chừng hình như là tháng á, là rất là công phu mà cốt cuộc là những người đi dự nghe thôi, mấy người kia không được nghe. Thành thử ra nay mình cố gắng là để cho mấy người đó không thiệt thòi. Thành thử ra đầu tiên tôi nói là anh Tuấn nó giới thiệu là hơi mạnh miệng, tôi cũng hơi rót, hơi nhát chút. Làm thì quá. Sao tôi bắt đầu từ đầu. Hôm nay tôi có mời một người bạn rất là thân của tôi, rất là thân từ hồi nhỏ. Và tôi cũng mang một cái cảm tình với anh bạn, xin giới thiệu anh Hải Sơn. Anh Sơn kiếm mình cái, đứng lên giùm mình cái được không? Giới thiệu bà anh Hải Sơn là bạn thân với tôi từ nhỏ. Được rồi, ngồi xuống được rồi. Lý do tôi giới thiệu là vì cái nguyên cơ tôi đến với nhiếp ảnh hơi lạ lùng các bạn. Là sự thật là tôi lúc đầu khoảng thập niên 80 á, thì tôi không có một cái nhiệt tình với mấy nhiếp ảnh lắm đâu. Nhưng mà tại vì người ta gần mực thì đen, gần đen thì rọn rại. Nóng đúng cái. Thì tôi với anh thân kia rất là thân. Thành thử ra anh là bạn thân thì phải chia sẻ đúng không? Sao anh ngồi cứ nói tôi cứ mình là người bạn thân cứ ok.
mà nói riết thì cũng vô, để tôi biết khẩu tốc ISO thì tôi biết hết, nhưng mà lúc đó là tôi vì chơi thân tôi biết, nhưng mà tôi lúc đó chỉ chơi amateur, tôi enjoy nhiếp ảnh mức độ bình thường, có hình vui vẻ được rồi. Và tôi còn nhớ là cái thời kỳ đầu nhập môn nhiếp ảnh rất là mệt các bạn. Thế thì nói nghe anh sao nói tôi cái lùng bùng lỗ tai, khẩu tốc ISO rồi tôi rất là mệt các bạn. Thành thử ra sau này tôi qua nước ngoài thì tôi thấy con đường nhiếp ảnh nó lại khác, rồi tôi cứ tiếp cận ở nước ngoài thấy những cái hình magazine này nào tôi được gặp những may mắn thôi là đợi trôi qua gặp được, thì tôi tiếp cận được với nhiếp ảnh rồi tôi đến đó thì tôi rất là happy với nó, và tôi tới bây giờ luôn tôi không ân hận gì hết. Ok, một chuyện tôi muốn chia sẻ với bạn đó là hôm qua tôi có được nhận tay một cái máy hình và tôi rất là hào hứng với nó. Tôi không giới thiệu mấy cái thương hiệu làm gì tại vì sự thật đó là cũng không phải là quảng cáo, nhưng mà nó là dòng mirrorless. Ok, mà tôi thấy cái tôi muốn nói là cái chuyện nhập môn vậy nó dễ quá. Cái chuyện nhập môn mình bây giờ tôi nghĩ chắc bữa tôi hứa với bạn là hồi xưa học muốn nhập môn nhiếp ảnh phải làm 10 tháng, 8 tháng. Cái khúc mà tôi dạy thì tôi nói rằng là ta nhập môn thì 3 buổi đủ rồi. Mà tôi đang nghĩ hình như là bây giờ nhập môn chừng 2 tiếng đủ rồi. nó càng xuống dần các bạn. Hình như đó có là tin vui, chúng ta tập trung vào cái chuyện khác quan trọng hơn rất là nhiều. Là chúng ta học cái cách dùng cái chữ là compose một cái hình, thực hiện một cái hình đó. So, ngày hôm nay là buổi về chân dung á, thì tôi nhắc lại là cái phần này nó có liên quan tới cái phần hai phần trước. Cho nên trong quá trình mà tôi làm á, bạn nào không hiểu thì tôi nghĩ chắc khoan cắt lời nha. Tôi nói là đặt câu hỏi, các bạn hãy đặt câu hỏi. Ok? Tại vì cho nó dễ dàng á, và cho mấy bạn trên internet có thể có khả năng đặt câu hỏi live luôn và tôi trả lời một lần luôn ha. Sao các bạn nhớ dùm cái đó. Rồi cái chân dung mà mình làm sau đây đó bạn, cái nội dung sau đây mình làm, tôi dùng cái chữ là make a picture. Giờ sẽ tiếng Việt mình là thực hiện một cái ảnh nha. Chúng ta thực hiện nhưng mà không có chụp bình thường đâu. Thí dụ như bây giờ tôi biết chắc là hàng ngày các bạn đây, các bạn chụp hình hàng ngày, tôi biết chắc chúng ta cầm cái gì chụp được trường. Đấy. Cell phone rồi iPad rồi máy hình khắp nơi. Sau cái đó tôi không nghĩ cái đó là đúng theo cái nghĩa mà tôi hướng dẫn bạn ngày hôm nay. Cái đó chỉ là take a picture mà thôi. Bạn chỉ nói ơ em cà phê tin tới cái món này ăn ngon, chụp cái chia sẻ bạn bè trên Facebook, cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà chúng ta thực hiện. Số thực hiện như thế nào? Thực hiện các bạn là chúng ta thường tôi làm nhiếp ảnh là tôi luôn luôn theo 4 bước sau đây. Tôi luôn luôn tuân theo. Và những hình đang coi là tôi khi mà vô cái tình huống nào đó bạn không có loay hoay, bạn không có quá là phụ thuộc vô vấn đề ngẫu hứng. Chúng ta cũng có ngẫu hứng trong đó, nhưng mà tôi có bài bản và muốn làm cái gì. Số bước thứ nhất của tôi là ánh sáng. Tôi luôn luôn quan sát ánh sáng. Ok, nhưng mà ngày hôm nay cái chủ đề mình rất là cụ thể là window lighting, tức là cửa sổ. Tôi sẽ hướng dẫn bạn là phần 1 là ánh sáng cái gì. Sau đó tôi sẽ nghĩ trong đầu mình là chụp cái thế nào. Chụp cái thế nào là cái phần tôi rất là say mê về nó, tại vì nó có nhiều nội dung trong đó, một cái hình đẹp. Tôi thấy có nhiều bạn đi gặp tôi hay hỏi là anh Hà ơi mới chụp cái 5 phút mới chụp cái gì. Tôi thấy tội nghiệp mấy bạn đó. Tôi nói no, có nhiều cái đã làm lắm. Tại em chưa biết thôi, nhiều cái đã làm lắm. So cái phần cái gì là phần ngày hôm nay. Ok. Cái phần cái gì tôi gọi là concept, cái nội dung mình chụp là cái gì á. Sau khi biết ánh sáng rồi chụp cái gì. Chụp cái gì ngày hôm nay tôi sẽ nói về tạo dáng người mẫu nè. Ok, tôi nói về bố cục, tôi nói về tiêu cực máy, ống kính phải sử dụng và cái góc máy nên chụp như thế nào. Ok. Sau khi tôi biết chụp cái gì rồi đó, cái phần thứ ba của tôi nó sẽ là set máy hình đo sáng ở đâu rồi lấy nét chỗ nào. Thì cái phần đó tôi nói rất nhiều trong cái phần 1 rồi. Ok, why balance gì đó. Và cuối cùng cái phần thứ tư không thể thiếu được là expression, cái sự thể hiện của model các bạn. Cái người chứ ống kính mình á, mình thử ra họ phải có cái cảm xúc. Nó cho một xíu thông tin về người đó. Mình có thể đoán được cá tính người đó. Mà nhìn được cái hình ấy, trời này nhìn tự tin quá mà. Chưa chắc ngoài đời vậy đâu. Trước mắt cái thông tin vậy cái đã. Xong mình happy về cái hình á. Cái sau cái mục đích mình làm là như vậy ha. Cái chuyện đó tôi nói là nãy anh Tuấn có nói rằng là tôi có hai người mẫu hot gì đó phải không? Ok. Thì sự thật cái đó cũng không nên nói như vậy để các bạn nản lòng. Là vì mục đích của tôi không là hôm nay cần hai bạn người mẫu như vậy để công việc hướng dẫn nó dễ dàng và nhẹ nhàng gọn gàng, các bạn theo dõi cho nó dễ. Tôi muốn các bạn đi chụp người thường, tôi không muốn các bạn chụp model. Chụp người thường mới khó các bạn. Và cụ thể như các bạn chụp chân dung cho cô dâu chú rể nè. Cái chụp cho bạn mình, anh chị, ba mẹ mình, cái đó khó hơn nhiều, nó không có là chuyên nghiệp.
So bạn phải làm những người đó. Ví dụ như bạn ở trong đây quyết định sẽ làm thương mại. Tôi nói thiệt bạn, lĩnh vực fashion photography ở Việt Nam mình sẽ không có nhiều tiền đâu. Ok, tôi chụp trên báo chí tôi thấy toàn là chụp free không à. Để được đổi lại cái gì các bạn? Đổi lại cái tên mình in cho tạp chí. Đấy, thậm chí bây giờ tôi có lần tôi được in báo và họ cũng không tặng báo cho tôi nữa. Nói anh Hà anh có in báo kìa, tôi phải làm cái gì? Đi ra tiệm tôi mua. Và tôi nói thiệt mà tôi rất là nản lòng khi tôi cả một cái rừng báo tôi không biết báo nào là mình. Phụ nữ bao nhiêu tờ tôi cũng chả biết. Thanh niên thì tôi chả hiểu. Tôi tìm mãi mới ra cái tờ bìa đó. Ok. Và tôi mở ra in tên mình còn sai nữa. Rồi tiền nhận bút chi các bạn? Tôi nghĩ chắc cũng phải qua nhiều khâu lắm phải không? Duyệt rồi xuất rồi chi gì chả biết thôi, trò luôn rồi. Nói chung là không hoàn tập. Ok. Thành thử ra tôi muốn các bạn làm việc với những người thường. Cái sau này chúng ta có những model chuyên nghiệp, nhưng mà bạn đừng bận tâm chuyện đó. Nó làm cho công việc dễ dàng thôi, chứ không phải là nhiệm vụ các bạn đi chụp những người chuyên nghiệp. Ok ha. Rồi bây giờ tới lại 4 bước ha. Bước đầu tiên là ánh sáng. Ok, hôm nay làm việc về window lighting. Tôi ôn lại xíu nha. Window lighting đầu tiên là phải có window cái đã, đương nhiên rồi. Nhưng mà bạn biết bây giờ tôi nhìn cái window ở đây, mặt trời ở đây nè. Ok. Sao có nghĩa rằng là tuy là window lighting nhưng mà chúng ta sẽ không có ánh sáng trực tiếp. Mà ánh sáng nó từ ngoài kia, nó bạn thấy bên kia không? Nó sáng rồi, nó dội vô đây đúng không? So, có window là có ánh sáng. Tôi là cái thứ nhì nữa, các bạn có bận tâm về cường độ không? Chúng ta không đừng bận tâm về cường độ, tại vì cường độ là vấn đề đo sáng. Ok. Bạn có thể là mở khẩu ISO cao, tốc độ chậm đừng quá chậm. Thậm chí mấy hình bây giờ đo sáng rất là tốt. Cái chuyện đó tôi không bận tâm nhiều. Tôi bận tâm cái chuyện kế tiếp là cái chuyện chất lượng ánh sáng. Ok, thì bây giờ cho anh mượn một người mẫu, cho Huy, mẫu nam dễ thấy hơn, Huy á. Ok, ví dụ bây giờ Huy ha. Huy đứng đây. Huy đứng đây cho anh Hà. Em đứng đây ở bên kia sau, em đứng mà quay cho anh Hà. Ok, quay mặt ở đây Huy. Ok, mấy bạn đi khoan kiên nhẫn nha, mấy bạn đi quay trước nè. Quay. Các bạn thấy xin lỗi chị với mặt em nha. Đây là vùng sáng đúng không? Đây là vùng tối đúng không? Sao bạn thấy giữa sáng và tối có cái vùng trung gian đi qua không? Lý do bạn có được cái đó là vì nguồn đây là nguồn sáng lớn. Nguồn sáng lớn định nghĩa là sao? Nguồn sáng lớn có nghĩa rằng là trong mối tương quan với người chủ đề, cái cửa sổ này lớn hơn cái đầu của em. Sao bạn có cái đó? So, lớn có nghĩa rằng là trong mối tương quan với cái mình chụp. Định nghĩa là lớn là chứ không phải lớn là bao nhiêu cm, bao nhiêu mét mà là lớn. Ok, giả dụ như bây giờ tôi làm cái tiếp anh đây đi mình. Em đứng dưới cái đèn này cho anh Hà. Ok, xin quay đèn coi thử coi. Đứng sát vô, rồi đừng có sát nữa. Ngửa mặt lên. Quay chút xíu. Rồi. Bây giờ bạn thấy cái này nó giữa cái mối tương quan với người mẫu này nó gần như bằng nhau đúng không? Sao bạn thấy cái shadow sẽ mạnh hơn đúng không? Hồi nãy nó mềm đúng không? Bây giờ nếu tôi có đèn pin mà tôi rọi vô mặt của Huy thì sao? Nó sẽ có vùng sáng, vùng tối, nó sẽ chinh một cách rất là rõ ràng. Đúng không? Số, cảm ơn em ha. Các bạn đây muốn coi không? Ok, em đứng ngay cho anh. Đứng ngay cho anh, đây. Nhìn ra ngoài đi. Ok, bạn thấy nè. Sáng nè, tối nè, vùng này vùng chuyển nè. Ok ha, rồi cảm ơn em vậy đủ rồi. So, khi bạn có cái loại ánh sáng lớn này nè, và còn bạn có window nè, bạn nghĩ cho tôi một loại ánh sáng gần như number one trong chân dung. Cho dù chụp cái gì nữa, nó gọi là Rembrandt Lighting. Rembrandt là một họa sĩ, Rembrandt là ông người Hà Lan. Và ông có khuynh hướng ông vẽ người mẫu, vẽ chủ đề của mình bên cái cửa sổ. Và cái cách vẽ ông rất là đẹp. Và cái nhà photographer chúng ta bắt chước. Sao các bạn hôm nay có nhiệm vụ về nhà Google cho tôi chữ Rembrandt. Đủ rồi. Nó sẽ hiện lên rất là nhiều. Để được cái Rembrandt Lighting đó, thì bạn sẽ có một cái tam giác nhỏ nhỏ. Cái phía bên shadow, tam giác nhỏ. Sao bạn nói cái đó ha. Tôi nói lại ha, cường độ ánh sáng, chất lượng ánh sáng thì ta sẽ làm ánh sáng lớn nhiều, nguồn sáng lớn. Ok, hướng sáng á thì thường thường ở trong chân dung nói chung á là chúng ta nếu mà ánh sáng đi một phía đó các bạn thì nó sẽ có, tôi dùng cái chữ dimension 3D nhiều hơn, có khối nhiều hơn. Ok, ví dụ như mà tôi đang đứng này, tôi hướng toàn bộ mặt trời cái này thì nó sẽ không có khối gì cả. Khi tôi xoay nhẹ qua thế này cái ánh sáng đi vô, khối chẳng qua là có sự luân phiên giữa vùng sáng và vùng tối. Ok, bạn sẽ thấy rằng nhiều photographer nổi tiếng họ chụp hình á, bạn đừng có ngạc nhiên khi họ nói như thế này. Trước khi họ bấm máy họ nhìn gì biết không?
họ nhìn vùng tối. Chủ đề mình luôn là vùng sáng cho mà coi. Nhưng mà họ nhìn vùng tối không à, họ tìm sao đồ đâu, sao đồ đâu, vùng tối đâu. Họ cần tìm cái đó, vì nhìn cái đó nó mới có tương phản 3D. Cái phần thứ tư á là hướng sáng rồi, hướng sáng liên quan với tương phản. Tương phản thì bạn nhớ rằng là tương phản mạnh hay nhẹ là do cường độ. Ok, thành thử ra đặc tính của máy hình, máy hình chỉ thấy có 6 khẩu thôi, mà mắt mình thấy tới 12 khẩu lần. Sau khi bạn đo sáng, mà ánh sáng thì mạnh quá, mà tôi đo chỗ sáng á, thì bên tối nó sẽ đen dữ dội nha. Nếu mà phía bên này mà ánh sáng nó nhẹ đó, thì phần còn lại nó sẽ mềm trở lại. Ok, và cuối cùng đó là màu sắc của ánh sáng. Trong nhiếp ảnh chúng ta hay thích xài nhiệt độ màu, mà chúng ta sẽ ba lần đúng cái mình muốn ha. Sau đó là ánh sáng nha, ánh sáng, cường độ ánh sáng, chất lượng ánh sáng, hướng sáng, tương phản và màu sắc. So bạn thấy khi hồi tôi làm việc như vậy cho bạn coi. So phần 1 là giới thiệu là như vậy ha. Bây giờ qua tới phần 2 là tôi làm việc luôn. Phần 2 á là nội dung chụp chân dung. So bạn thấy là ở đây tôi hỏi bạn là ở đây tôi hỏi thử thôi nha. Có bạn nào có một cái cuốn bí kíp hay là một cái các bạn có nghe cuốn sách nào 127 tư thế tạo dáng, 450 hay là 215, 216 gì chả biết. Có ai có cuốn đó không? Có ai có cuốn đó trong người mình không? Hay là ở nhà không? Tôi đề nghị bạn về đốt cuốn đó đi. Tôi nói thiệt, rất là vô lý các bạn. Tôi không thể nào mà tôi nhớ cái bí kíp đó được. Không có nào tôi dẫn model ra, tôi nói mình thử tư thế 115 thử coi. Oh no, doesn't work. 217 đi. Hay là 143 đi. Sao bạn nhớ được cái đó các bạn? Sao bạn nhớ được cái đó? Không thể nào nhớ được đâu. Sao tôi chỉ bạn cái khác, nhanh gọn lẹ hơn, đẹp tuyệt vời. Cái mà tôi muốn chia sẻ với bạn á là tạo dáng. Nhưng mà nhớ nè, tạo dáng nó chỉ thành công trong mối tương quan với bố cục góc máy, ánh sáng và tiêu cự. Không thể nào mà bạn nói thí dụ tôi nói tạo dáng đẹp là thế này. Ok, người mẫu nam, mẫu nữ đi. Mẫu nữ là phải curvy, phải có đường cong nhiều. Sao tôi nghĩ cái đường cong chắc kỳ đẹp. Thôi chụp đi. Ánh sáng đứng đầu, bố cục ở thế nào, góc máy chỗ nào, tiêu cự gì. Số bạn đừng bao giờ tin là cái đứng đẹp và có hình đẹp. Đừng tin kể cả model chuyên nghiệp mới có cái gì ở trong đó. Thành thử ra cái tôi chia sẻ bạn á là khi tôi nói về posing á, là bạn chỉ đang nghe cái một phần trong một cái bối cảnh tổng thể, là còn có những cái thứ khác nữa. Sau tôi giờ tôi nói tôi sẽ làm liên tục cho bạn coi ha. Đầu tiên á, mình theater được chưa Tuấn Anh? Được rồi phải không? Bây giờ tôi đi thật là căn bản trước, dễ nhất từ very amateur newbie ha. Sao cho anh mượn cái ghế đây. Ok, hiện giờ tôi đang nói về bố cục, tôi khoan nói về ánh sáng thì nói bố cục không đi. Rồi cho mời Huy đây, Huy. Thế là được không Tuấn Anh? Ok, Huy ngồi đi Huy. Thôi ngồi đây đi. Em ngồi xuống. Ok, bây giờ á, tôi đang nói về căn bản hết. Xin lỗi em phía sau né giùm anh được không? Tại vì lỡ anh chụp trúng em trọng á. Sơn được coi ra Sơn qua thiết Sơn. Ok, thì bây giờ á, nếu mà bạn chụp bây giờ tôi nói về bố cục trước nha. Bố cục rất là căn bản. Cái khoan nói về ánh sáng, khoan nói về gì tất cả, chỉ nói về hoàn toàn về bố cục thôi. Thì bây giờ á, ví dụ như chụp như thế này, bạn thấy này nha. Thế rồi hả? Busy. Các bạn khi tôi chụp, các bạn quay qua nhìn đây. Tường ơi, em để ý cái máy quay hay là anh Hà nói máy chiếu thì thôi ha. Đây là cái chuyện mà bây giờ nói về bố cục trước nha, đừng nói về ánh sáng từng phần một, đừng lo. Tôi sẽ sau khi tôi hướng dẫn từng phần một, tôi sẽ gom lại một mối luôn. Để bố cục như thế này, đầu tiên tôi chụp như thế này. Alright, ánh sáng quá tệ ha, nhưng mà khoan đừng lo ánh sáng. Ok, có nghĩa là bạn thấy chuyện gì xảy ra. Thôi làm lại đi, làm cho đàng hoàng. Em ngồi đây nè, ánh sáng nó đi kiểu đó chụp có được, ánh sáng đây nè. Đang về học về bố cục mà. Mấy em cứ sau cái ngồi bình thường không sao đâu, mình học mà không quan trọng cái gì đó. 70 chụp nổi người ta. Hơi mệt, được Tuấn Anh, được. Làm lại cho Tuấn Anh nha, làm lại nè. Khoan, Cường nó xích máy theo cái ánh sáng bên đây. Thôi để anh chụp lại đi.
làm lại tấm đó đi. Mặc dù là mình nói về bố cục nhưng mà ánh sáng phải tương đối một chút chứ. Rồi, nó phải vậy chứ, tự nhiên tôi thua sao được. Rồi, ok. Đây là cái lỗi thông thường nhất của newbie đúng không? Làm cái gì? Cứ nhầm thẳng bắn thôi. Không biết chuyện gì xảy ra hết. Cứ giờ chụp tôi đừng hỏi tại sao hết đúng không? Chúng ta có khuynh hướng là làm như vậy. Sau đó tôi làm lại lần thứ hai á, mà tôi làm khác này nha. Đầu tiên á là tôi lấy nét nè. Đang busy tôi ngâm nói em để fire phải gì vậy? Xin lỗi các bạn technical, vấn đề technical nha. Bảo ơi, cái máy ảnh nó hiện cái highlight view view, tắt cái view ảnh. Được rồi các bạn. Được chưa? Anh view ảnh ạ. Technical. Được chưa? Rồi. Bây giờ tâm ký tôi làm nha. Bây giờ bạn coi tôi làm nè, tôi lấy nét nè ha, và tôi bố cục lại. Sao cái hình này khá hơn chút mà coi tới khác cỡ nào. Tôi làm cho các bạn coi hai tấm đúng không? Ok. Sao cái hình thứ nhì là gì? Tôi lấy nét, tôi bố cục cho người mẫu lên trao xíu nè, phải thấy không? Ở đấy hình nó khá hình kia có một chút rồi nhưng mà cũng còn khá hơn. em thì quá đẹp. Em thì quá đẹp, don't worry. Thì hình nó khá hơn. Nhưng cái là bố cục chúng ta thường thường các bạn chụp người á, hôm nay chúng ta không nói 1/3 cho mệt. Tôi chỉ nói một cái nè, khi bạn chụp người á, bạn cứ cho người mẫu càng lên cao càng tốt, càng lên cao càng tốt. Cái tâm về mặt tâm lý, những cái phía trên cao này nó chiếm một cái, nó có power rất là mạnh. Phía dưới bạn chụp phía trên này mà nó nén cổ á, nhìn nó rất là nặng, cái lực nó nặng xuống rất là nặng. Sẽ cho lên cao, lên cao, lên cao lên. Khoan lâu 1/3 ở đây, hiện giờ vậy được cái đã. Mà bây giờ hình này nó chỉ là giống như cái hình nộp đi thi đại học thôi là sao tôi cũng không biết. Sao bây giờ tôi bắt đầu tôi với đúng nghĩa là chụp một cái tấm hình nó chân dung hơn. Và bây giờ anh cần ánh sáng xíu ha, mặc dù chụp đây vẫn được nhưng mà ánh sáng đi ha. Sao em quay đây ngồi cho anh. Ok, bây giờ bà coi tôi chụp cái tiếp này nha. Ok, em ngồi xuống. Bây giờ đó, thường thường tôi chụp với các bạn là tôi cái máy góc máy tôi, bà coi hình vừa rồi đó là cái góc máy tôi với lại vai người mẫu là vuông góc 90 độ đúng không? Ok, bây giờ tôi muốn nó dynamic. Dynamic có nghĩa rằng là nhìn nó có sức mạnh, đừng chéo nhiều á. Sau bây giờ tôi sẽ nói người mẫu là xoay người về phía nguồn sáng. Đây là cái chuyện, đây là một cái kỹ thuật điều khiển người mẫu. Thông thường á, nếu mà quay qua rất là dễ, tôi sẽ nói người mẫu vậy nè. Huy ngồi qua đối diện anh Hà. Ok, that's beautiful. So em ngồi yên đó nha. Em quay mặt qua đây. Ok, em ngã tới xíu nữa. That's wonderful. Ok, bây giờ bạn có thể nhìn lên mặt của Huy, tôi thấy nè nha. Tôi tới gần tôi nhìn, tôi thấy là trong mắt Huy nó có cái catch line. Ok, đây là shadow, chụp góc hẹp. Và tôi chỉ cần Huy nhìn vô ống kính của tôi là xong. Và tôi chụp tấm cho bạn coi nhé. Giờ tôi chụp lại tấm này là nó portrait hơn, nhìn nó chân dung hơn ha. Anh phải đo sáng lại. Tôi phải đo sáng lại cái tấm này các bạn. Không, tôi sẽ đo sáng nha. Đo sáng này tôi kêu giải thích các bạn này phần 1. Đo sáng lại rất là nhanh, chờ xíu. Tôi đọc thông số cái đã. Sao mắt mình kém vậy ta? 125. 800, 125. 28 được rồi. Ok, tôi chụp này nha, bạn coi tôi chụp nè. Ok, tôi đo sáng phía bên kia của Huy. Phía bên kia kìa. Nhưng mà tấm này cũng chưa có hoàn chỉnh lắm đâu. Nhưng mà phải chụp rộng ra đi, chụp rộng ra chứ, chụp rộng ra cho các bạn thấy cái vai. Làm lại đi Huy. Ok, ngã tới xíu đi em, ngã tới xíu. Rồi, that's wonderful. Ok. Bạn thấy cái vai của Huy không? Bây giờ nó có một cái đường chéo như vậy. Nó không có ngọn ngang như vậy nữa, nó có đường chéo. Ok, đừng nói gì ánh sáng đây, khoan nói gì ánh sáng. Ok. Nhưng mà cái góc quá gọi là góc hẹp. Bởi vì bạn không thấy cái phần dưới của Huy bị trong đó một shadow bóng tối á. Sao tôi muốn có shadow đúng không? Tôi muốn có ánh sáng chứ quên. Sao tôi nói Huy quay ra ngoài. Nhưng mà như thế này. Thôi anh đứng lên đi, đứng cho dễ làm. Thôi thôi, khỏi hết cần ngồi rồi. Bây giờ á, thường thường á, hồi nãy tôi nói Huy quay đối diện đúng không? Mà bây giờ làm sao tôi qua đứng đối diện được mà cửa sổ mà.
Sau tôi phải hướng dẫn người mẫu, ví dụ như người mẫu là không phải là người chuyên nghiệp như Huy, tôi phải dùng một kỹ thuật nó gọi là mirror. Người ta nói Huy, bắt chước anh, ok, nhưng mà nhìn trong gương vậy đó, ok, mặt qua đây chút xíu, that's wonderful. Bạn thấy cái phần dưới của Huy, cái phần body của Huy nhìn ra nguồn sáng không? Bạn tắt điện thoại giùm mình cái. Ok, rồi bây giờ ha, anh muốn Huy hơi ngã tới xíu cho anh Hà, cái nhìn vô ống kính nha. Alright, wonderful. Ok, cái shot này nó gọi là góc rộng các bạn. So sánh kia tướng anh. Ok, một cái là góc hẹp, một cái là góc rộng, cái thấy thân hình phía dưới nhiều hơn đúng không? Cái này khuất đúng không? Nhưng mà mục đích chính vẫn là gì? Vẫn là cái vai phải có một góc nhọn với người mẫu. Ok, bây giờ bạn hỏi là mình nên chụp cái shot nào bây giờ? Cái đó là vấn đề lựa chọn. Nhưng mà tôi có một cái lời khuyên như thế này: nếu mà bạn chụp mẫu nam á, tôi khuyên bạn là chụp ánh sáng rộng. Nếu bạn chụp mẫu nữ á, tôi khuyên bạn chụp ánh sáng hẹp. Bởi vì á, tôi ví dụ giờ mẫu nữ đi, họ sẽ có ngực đúng không? Nếu mà họ phơi ánh sáng thì sao? Nó bằng hết, ánh sáng đi trực tiếp nó bằng hết. Rồi bạn quay một góc như thế này á, nó bắt đầu lên có đường nét, nó có khối. Sổ khi bạn chụp ánh này là dùng cho mẫu nữ này, dùng mẫu nam. Tôi sẽ pull lại cho bạn coi. Nhưng mà trước mắt đó là tôi muốn bạn phân biệt cái đó. Ok ha. Rồi bây giờ tôi bắt đầu chuyên môn chút xíu về posing. Cái lợi thế của bạn ngày hôm nay là mấy người mẫu là họ đẹp sẵn rồi, cũng không khó khăn lắm. Sau bây giờ posing mẫu nam như thế này. Quên về ánh sáng cái đã, còn ánh sáng chưa có xong đâu. Còn về ánh sáng như thế này, khi bạn bắt đầu vô làm việc ở window lighting á, bây giờ anh có đề nghị như thế này nha, có đề nghị là anh muốn là tinh tế giúp anh Hà này một cái là tắt hết mấy cái đèn này được không? Phía này nè, tắt hết mấy đèn này nè. Khi bạn vô một cái venue, một cái nơi mà bạn quyết định rằng đây là mình sẽ xài window lighting, kiện đầu tiên mà coi em nhìn like cho tôi, cái này tắt được không? Rồi, ấy chưa, giờ bạn thấy khối chưa? Ok, cái chuyện kế tiếp tôi đề nghị bạn đóng hết tất cả cửa sổ lại và chỉ chờ cái nào mình sẽ chụp. Tôi sẽ cách lựa nha. Bây giờ tôi đang đóng nè, 1, 2 nè ha. Các bạn quay phim cứ để quay đừng sợ, tại vì anh muốn có thiệt mà. Sau tôi sẽ đóng này xuống nha. Ok, và vấn đề kế tiếp là bạn quyết định rằng là mình chọn cái window nào bây giờ. Cái chuyện mà bạn chọn nó tùy thuộc vào cái địa hình đúng không? Cái landscape, cái nơi mình chụp. Địa hình đúng không ta? Địa hình đúng. Chả biết cái từ có đúng không? Chả biết. Tức là cái nơi mình chụp á, nó như thế nào? Ví dụ như bây giờ tôi, các bạn ngồi đây, cái sự thật là tôi thích bên này hơn, tại vì nó dễ dàng cho tôi anh người chụp. Nhưng mà nếu mà bị rất đặc biệt tôi không thể làm được, tôi phải làm việc chiều này chẳng hạn, tôi phải chấp nhận thôi. Right? So bây giờ bạn thấy nè, bây giờ Huy với tôi nè, bây giờ tôi sẽ nhìn background nữa. Ví dụ như bây giờ nói cái này chụp chân dung, tóc Huy màu đen, nếu mà nó không có cái ánh sáng viền ở đây thì cái nền đen nó sẽ gối trên nền đen đó, sao chúng ta sẽ không được cái gì hết. Tôi có thể đằng sau trắng chút xíu, mà nếu trắng nhiều quá tôi sẽ kéo màn xuống nếu cần. Đấy, sau tôi quay phía bên này, tôi nói bên này chắc có tí xíu em bình dưới kia. Đấy, sau tôi quyết định sau giờ Huy lên xíu Huy stop. Ok, cái này nó hơi khó khăn cái, thì có cái bàn này, sao anh muốn em là như thế này để dưới cổ. Ok, rồi ha. Sau tôi mới nhìn vô mắt có Huy cách sai có đầy đủ không, cái đã qua đây xíu này. Rồi, đầu qua đây. Nữa. Rồi mắt qua đây. That's wonderful. Các bạn thấy cách slide chụp góc hẹp. Góc hẹp là bên này nè các bạn, bên shadow á. Sau bây giờ tôi chụp này nha, tôi chụp hai tấm, một tấm góc hẹp, tấm góc rộng cho bạn coi. Cái cha lấy chỗ của Tuấn được không? Được rồi. Ok, bây giờ tôi chụp hai tấm nha. Tấm đầu tiên á là tôi chụp góc hẹp, góc rộng này nha. Giờ nhìn vô ký anh Hà này nha. That's wonderful. Để anh đo sáng lại, ok, chắc cũng được rồi. Phía sau nó hơi sáng á. Bạn là phía sau đóng cửa, cửa sổ phía sau mình được không? Đóng cái cửa, không được. Không có được dễ lắm, Cường ơi, Cường cho anh Hà cái gobo khổng lồ đó Cường. Không cần, phía dưới đó không cần đâu. Phía dưới đó không cần. Rồi em Cường ra phía sau đi Cường. Ok em Cường để ngay phía sau lưng của Huy á. Mà nhớ là nhớ là màu đen. Đen. Ok,
cái make sure cái miếng đó đúng rồi, nó đen thui không, và tôi đang chụp 28 sau những cái nhăn nhe, những cái đen nó tịt background hết và Huy hoàn toàn đen, lên bàn luôn cường, lên bàn luôn, rồi đúng rồi, có những cái đèn phía sau lưng em, that's wonderful, ok, rồi, ok làm lại nhá, ok diễn viên cho anh Hà nha, that's wonderful, ok, à cái đó hơi liếc đó Huy, qua mặt tí xíu làm lại. Ok. Ok, các bạn thấy là cái vai phía bên này nè, phía bên shadow đó, phía bên đó đó. Giờ tôi làm một tấm không như ý cho bạn coi, tôi phân tích tại sao không kịp như vậy nha. Bây giờ anh muốn Huy làm ngược lại Huy, tức là Huy đóng qua cho anh thấy xíu được rồi. À kể tí là được rồi. Đây là cái tấm mà tôi ít khi tôi làm, khi tôi chụp người mẫu ít khi làm, là vì bạn coi này nha, cái phần bên này là bạn nó gọi là góc rộng, tôi không có thích, tôi muốn người mẫu giấu cái phần này đi nè, con nhìn Huy này nha, đây là ánh sáng đây đúng không, tôi muốn Huy giấu cho này đi nè, xoay quay mặt cái tí thôi đó, giấu đi á, bây giờ Huy nhìn anh Hà qua đi một tí, tôi không muốn chụp chỗ này nè, là cái tấm thứ nhì á, tấm bên phải á, tôi không muốn chụp chỗ đó, tôi muốn chụp phía bên này nhiều hơn. Cái đó là cái căn bản về posing như vậy. Bây giờ về những cái tiếp nữa là tôi chỉ bạn posing người nam như thế nào. Cái gọi là bố cục á, bố cục đơn giản vậy thôi. Về posing á thì bạn nhớ là mẫu nam đó các bạn, người nam á họ mạnh nhờ gì biết không? Nhờ tiền nhiều hả? nhờ cái vai. Alright. Sau đó bạn gặp mẫu nam á, và ví dụ như ông bụng bự là gì mà phải để ý cái chuyện đó. Sau ví dụ như bây giờ Huy, anh này nó quá đẹp rồi, thử ra không có giờ phàn nàn hết em. Sẽ quay qua đối diện hàng cái. Ok, bây giờ tôi muốn có thêm ánh sáng nữa, chắc tôi phải lên đèn tí nữa, tí thôi. Có được cái gì không? Chắc được rồi. Ok, bây giờ Huy quay qua với anh Hà vậy nè. Ok, anh muốn em khuỳnh cái vai như thế này, để cái tay như thế này, ok. Giờ tôi hỏi bạn, trong mấy tư thế posing bạn học có tư thế nào vậy không? Không bao giờ có. Không bao giờ có. Là vì đứng gì có thoải mái không các bạn? Không thể thoải mái được. Nhưng mà đây gọi là posing. Tại vì như tôi nói hồi nãy là trong mối tương quan với ánh sáng và bố cục nữa. Sao tôi nói với, ví dụ như tôi gặp chú rể chẳng hạn, ông nói đứng vậy kỳ không anh? Sao kỳ quá vậy? Anh nói à đừng có lo, chụp khúc này thôi. Sao anh cần em đưa cái vai ra phía trước càng nhiều càng tốt. Và khi mà Huy ngã như vậy cái bụng sẽ sao? Hõm vô, ok, và hơi cúi đầu nhẹ xuống cái, rồi ngước lên, tôi muốn cái vai nó càng cao càng mạnh, rồi tôi muốn giấu hết như thế này, ok, sau tôi làm lại tấm nữa nha, mà khó bây giờ cái vai của Huy như thế này, được chưa cường, xíu cho mình xíu hiệp, cường ơi cường, bây giờ thế này, tại vì cái hình này demo về cái vai đó, nếu mình trên phông đen người ta không thấy cái vai, sao em dẹp đi, không sao đâu, dẹp đi, mình demo về phải posing thế này không cần. Để mà các bạn thấy được cái vai đúng không? Sao bạn thấy vai, bạn thấy Huy khuỳnh cái vai vậy không? Sao nhá, bây giờ bạn thấy Huy nè, đang nghiêng về phía này đúng không? Nghiêng về phía này đúng không? Tôi muốn dynamic là power đó, tôi đừng kéo á. Tôi có thể giúp Huy bằng cách là tôi nghiêng máy ngược lại. Coi nhà máy tôi đang đứng vậy đúng không? Tôi nghiêng ngược lại nè, coi nè. Chiều này đúng không? Tôi nghiêng chiều ngược lại. Sao mà tôi chụp này nhá. Ok. Sao mà thấy cái vai là phía trước rất là nhiều đúng không? Cái vai á, cái vai cái khuỳnh lên như vậy rất là mạnh. Ok. Sao cái đó là cái basic khi mà posing mẫu nam là vậy. Ok ha. Rồi được rồi. Ok, còn cái tay nữa. Tay đó bạn, thường thường á là thí dụ giờ tôi nói người mẫu em để tay lên thử coi. Ok, mới là tự nhiên, anh để tự nhiên. Đấy, anh là anh nam tính, anh để tự nhiên như vậy, chẳng gì mà nói cả. Ví dụ như bạn nói em để tay lên, cái bạn nó phải để thế này, bạn nghĩ ra something wrong, right? Cái đó bạn không cần phải hiểu gì, tự nhiên, sao thấy nó gì kỳ vậy đấy. Thành thử ra, nhưng mà nhiều khi tôi cũng không muốn người mẫu là anh để tay lên để như này, phải có lý do để tay các bạn. Tại vì thường thường trong posing đó, nó tự phải tự nhiên, mà tự nhiên phải có ý nghĩa. Thí dụ như bây giờ Huy để tay cũng hơi kỳ, phải có chỗ dựa chẳng hạn. Sao em dựa thế này cho anh? Có lý do. Nếu không có cái bàn này, nếu không có em đứng thẳng lên, nếu không có thì ta sẽ Huy là cầm thử cái này
Alright, hay là vì lý do gì đó, phải có cái lý do gì cầm như vậy, phải có cái lý do gì như vậy. Đừng bao giờ để chơi vơi hết, đừng để. Sao ta nói là em cảm thấy tự nhiên không? Cái dây này dây gì vậy? Dây này nè. Dây áo. Dây áo hả? À, cầm được cái kỳ không? Kỳ. Sao đừng cầm, phải cầm thử đi. Cầm mạnh vô, hai ngón tay mạnh vô. Sao em quay về những nguồn sáng cho anh Hà. Sao anh ngã tới. Ok, that's cool, nó phủ mặt qua đi chút xíu. Được rồi, ok. Sao tôi làm lại ha. Tôi xuống chút xíu cho nó sáng. Ok. Bạn thấy Huy nghiêng vai qua không? Nó tự nhiên luôn đúng không? Sao tôi chụp này nha. Tôi nghiêng máy ngược lại đúng không? Nhìn ra ngoài xíu Huy. Ok, nhìn ra ngoài luôn, nhìn ra ngoài luôn thử coi. Đúng rồi, wonderful. Ok. Right. Vấn đề là nghiêng máy, vấn đề là vai, vấn đề là ngực như thế nào. Bây giờ một tư thế nữa, bây giờ tôi ngồi chụp tư thế, tôi rất là thích tư thế này. Là khi mà tôi chụp người mẫu nam mà 3/4 đó bạn. Cái này gọi là, cái này vừa là headshot á. 3/4 đấy gọi là 3/4 nè. Ok, nhưng mà khoan tấm ngồi đi. Cho anh một cái ghế này. Ok. Giả dụ như bây giờ á, các bạn có bao giờ, bữa tôi có nói cái workshop lần trước tôi nói câu thế này. Tôi có nói rằng là khi chúng ta dẫn người mẫu ra chụp hình, chúng ta chỉ hơn người thường cái là chúng ta biết ta làm cái gì thôi. You know what you're doing. Okay? Chứ mình không phải là, đừng bao giờ ra nói em ngồi xuống. Đừng bao giờ nói thế này. Em ngồi tự nhiên. Em cứ tưởng tượng là em coi TV vậy đó. Số rồi chụp được không? Đừng bao giờ làm vậy. Đừng bao giờ kêu người mẫu ra là làm gì là không được đâu. Ok. Huy có mặc áo nào khác không? Không, anh muốn nó màu sáng hơn để cho các bạn làm việc cái nó dễ. Có màu sáng hơn không? Thay nhanh nhanh được không? Ok. Trong khi Huy chờ đợi thì một bạn nào đó đi. Xin Hà 30 giây thôi. Trên online anh em thắc mắc anh một phút. Nói rồi. Về ánh sáng lớn và ánh sáng nhỏ. Lại hả? Một phút thôi. Để cho anh em. Ok. Tôi giải nghĩa với bạn trên internet ha. Nguồn sáng lớn các bạn là ví dụ bây giờ bạn bây giờ là 10 giờ sáng hả? Bạn thấy ngoài kia nắng chang chang đổ lửa đúng không? Nếu mà bạn đi ra ngoài đó, bạn nhìn được nhìn mặt trời. Nói chung là bạn thấy cái bóng đổ mặt đất không? Hay đổi mặt mình không? Bạn nhìn cho tôi vùng sáng vùng tối được không? Nếu bạn nhìn được, bạn có thấy là giữa vùng sáng vùng tối nó có cái gì không? Không, nó chỉ có sáng và tối, nó không có gì hết. Nó không có vùng chuyển. Lý do là bạn đang nhận một vùng sáng nhỏ từ mặt trời. Các bạn hỏi tôi là mặt trời lớn mà sao nhỏ được anh? Mặt trời nhỏ lắm. Vì nó ở quá xa các bạn. Khi tới trái đất nó giống như là đường thẳng song song vậy đó. Số bạn nào không tin lấy cái đèn pin rọi lên cái đèn pin nhỏ. Số định nghĩa nhỏ là sao? Nhỏ là trong mối tương quan với cái chủ đề mình chụp. Cho dù là người hay là sản phẩm hay là đồng hồ bất cứ cái gì. Nếu bạn chụp chiếc xe hơi, nguồn sáng bạn phải lớn bằng chiếc xe hơi thì phải mong có ánh sáng mềm được. Còn nếu bạn nói không em muốn nó nhìn nó kịch tính mà thì bạn sẽ ánh sáng nhỏ. Số nhỏ to chỉ có vậy thôi. Ok. Còn ở đây bạn thấy cái window khổng lồ không? Đấy. Có nghĩa là bạn mà đứng kế bên thì cái đầu mình, cái body mình, thân hình của mình so với cái này nhỏ hơn đúng không? Thì bạn sẽ được ánh sáng nhỏ. Ánh sáng lớn chứ quên. Và ánh sáng lớn đặc điểm là gì? Giữa vùng sáng, vùng tối nó chuyển một cách nhẹ nhàng. Nó không có đi đột ngột qua. Nó qua nhẹ nhàng qua. Giải nghĩa vậy được chưa? Ok, bây giờ thế này. Hồi nãy là tôi chụp, tôi có khuynh hướng tôi demo cho cái máy hình, máy quay đằng đó đó. Nhưng mà nó có một cái khổ là sự thật ngoài này đó các bạn, hiện giờ ánh sáng ở đây là nhiều nè. Cho nên hơi khó khăn cho Huy và tôi expose, cho nên tôi nghĩ là anh đổi chỗ cho anh được không? Em đổi chỗ cho anh được không? Anh cho Huy bên này đứng. Huy quay đứng, Huy rồi. Thế bây giờ mặt Huy sẽ phơi ánh sáng nhiều hơn lên xíu. Đó, that's wonderful. Ok, cái màu sáng các bạn dễ thấy cái vai hơn, dễ demo hơn. Trên thực tế chụp hình chụp gì tôi cũng chụp được hết trơn á. Nhưng mà tại vì demo tôi bạn thấy rõ ràng nên tôi muốn mẫu mặt đồ sáng hơn vậy thôi. Ok, rồi bây giờ á, mà tôi nói về tư thế ngồi ha. Ví dụ như bây giờ Huy ngồi xuống Huy. Ok. Em tưởng tượng đây là cái TV, em có đá banh không? Mặt xa mới thua anh hơi buồn chút. Em giờ đồ banh, cái đồ anh mà em hâm mộ mà nó thua thì em làm sao? Thì em ngồi sao? Ngồi buồn ngồi sao? Chẹn quá, ngồi đá banh thua rồi đấy. Sở trong trong chân dung đó bạn, chúng ta không có chụp những cái chỗ này. Chỗ này, dưới cái này, ta không có chụp chỗ này, ta ném cái chỗ này. Nó không có đẹp, ta giấu.
cái người nam đó bạn, chúng ta là nam ở đây chúng ta có ba vấn đề mà người Á Đông mình ít bị. Vấn đề thứ nhất là cái này, kế tôi thấy người Việt Nam mình ít có bị đầu hói đấy, người phương Tây bị nhiều lắm. Chúng ta sợ cái double chin, cái cằm khổng lồ. Cái chúng ta người Việt Nam mình cũng ăn uống cũng, người Việt Nam mình bản chất cũng đẹp sẵn rồi, tôi thấy ít người, tôi thấy Mỹ toàn là bụng bự không, thành thử chúng ta không bị cái này nhiều. Cái cái thứ ba là bụng bự, bụng bự chúng ta bị nhiều, công nhận các bạn gì đó uống bia dữ quá, thử ra bụng bự là bình thường. Sao tôi muốn giấu chỗ đó hết. Ok, sao cái dấu mà dễ dàng nhất cái đầu tiên á, bạn nhớ khi cho người mẫu ngồi ghế, cái ghế mà để ngồi chụp hình không phải là cái ghế để ngồi các bạn, có nghĩa là không có được ngồi thoải mái đâu. Thành thử ra thường thường tôi sẽ nói người mẫu là em đứng lên cho anh hàng cái em sẽ ngồi ở cái cạnh ghế, em không có ngồi xong rồi trong đây chưa ngồi em ngồi cạnh ghế cho anh. Và kết quả là người mẫu không thể thoải mái được, họ không thể nào mà ngồi gì giãn như thế này được. Và tôi muốn là có cái lợi là gì, em để tay chồm phía trước, bạn thấy gì cái vai lên không? Ok, bây giờ tôi chỉ, nếu mà tôi muốn người mẫu có dynamic cái xíu đúng không, tôi chỉ cần nói là sáng rộng đi ha, em quay phía ngoài sáng chút xíu rồi, that's wonderful, em quay mặt qua. Bây giờ bạn nhìn cái vai của Huy nè, góc máy nó góc nhọn rồi đúng không, và vô tình là quay tí xíu nữa, quay tí nữa rồi good. Tại sao Huy quay như vậy đúng không, là vì bây giờ cái phần chỗ mà chỗ đó giấu rồi. Ok, quay mặt ra xíu, that's wonderful, đây tí rồi, được rồi. Ok, sao tôi chụp giấy tới không Tuấn Anh? Vấn đề technical hơi khổ thật, hơi khổ cực chút xíu nha. Rồi, quay qua xíu thôi. That's wonderful. Ok, chuẩn bị với Tuấn Anh. Go. Tôi overexpose này, bên này ánh sáng khác. Hồi nãy tôi quên chỉnh máy hình lại. Thôi các bạn coi nội dung được rồi. Sự thật kịch nhanh xíu là hết, có gì đâu. Ok, bạn thấy là bây giờ cái vai nó dynamic đúng không? Ánh sáng như vậy, ok. Bạn thấy cái phùng vùng này không? Nè. Anh hình như anh có cái pointer đúng không anh? Đưa cái pointer đây. Ồ, chỉ có on. Thấy cái này, có này shadow nè. Tôi không muốn chụp bên này nha. Tôi né bên này, giấu vô bên kia đúng không? Thấy bên này không? Ok, Tuấn Anh zoom vô, thấy cách sai Tuấn Anh, zoom vô. Ok, cái này gọi là catch line. Ok, zoom ra xíu. Ok, zoom gần chỗ cái má bên này. Ok, cái này gọi là ánh sáng lớn nè, cái này gọi là tam giác nè. Ok, so nhìn vô ống kiến, chụp góc hẹp, có catch line. Cái vai dynamic như thế này. Ok, tôi vừa nghiêng máy cho Huy nữa đó, tôi có nghiêng máy xíu, tôi giúp thêm xíu nữa. Sau cái đó là cái bố cục khi mà chụp cái vai. Ok, bây giờ một shot nữa, Huy đứng lên đi. Một shot tôi rất là thích chụp nữa là tôi pô, bạn nào mà coi poster phim Mỹ á, bạn sẽ thấy họ, đây là một cái rơ họ lập đi lập lại N lần nha. Ok, ra làm trước cho em coi. Thường thường các bạn điều khiển model những cách sau đây. Cách thứ nhất là tôi điều khiển chi lớn trước, rồi qua tới đầu, qua tới mắt. Ok, cách thứ nhì là tôi mirror nghĩa là làm theo tôi. Ok, mà thấy tôi sẽ rất ít khi chạm với người model, tôi chỉ có nói thôi. Và cách thứ ba là cách là đắc dĩ nhất là tôi làm cho coi, dĩ nhiên là không đẹp bằng người mẫu, nhưng mà có cái ý tưởng đâu là cái gì. Sau tôi làm như thế này, chẳng hạn như cái nguồn sáng ở đây, sau tôi có thể là quay ra ngoài, tôi chụp profile nhiều, profile nghĩa là thấy cái đường profile rất là đẹp. Tôi quay ghế về chỗ khác, tôi nói người mẫu là ngồi cũng ngồi tương tự, không có thoải mái đâu, nhưng mà sẽ ngồi hơi chéo qua một bên phía ngoài chút như thế này. Ok, nhìn ra như thế này thì bạn thấy này shadow đúng không, đây là vùng tối đúng không. Supposing tay này tôi để như thế này. Ok, tôi cầm một tay thôi, pull như thế này và tôi chụp từ bên phía shadow. Ok, nếu mà người mẫu nhìn ra ngoài, bạn sẽ coi phim poster rất là nhiều phim lắm, Minority Report rồi nhiều phim lắm. Ok, chụp như thế này. Còn nếu mà nhìn vô ống kính vẫn đẹp như thường. Alright, và tôi làm, sẽ làm lại cho anh coi ha. Cho anh một cái ghế cường, nếu anh chụp góc cao, thử anh chưa biết góc cao chả biết. Rồi bây giờ tôi muốn cái vai dynamic đúng không? Thì tôi nói Huy là em có thể cho vai này thấp xuống được không? Để chứ có. Ok, tay này lùi ra chút xíu. Rồi, bạn thấy là cái vai đi nè. Ok, shadow nè. Ok, rồi tôi chụp này nha.
Thôi khỏi cần, không cần. Nhìn ra ngoài, nhìn ra ngoài trước một tấm cho anh. Ok. Bây giờ Huy nhìn ra ngoài nhé, bà có thể chụp nè. Ồ, anh Kinh quên chỉnh tốc độ nữa, xin lỗi các bạn nha, làm lại tấm nữa đi. Lo tấm kia là tấm này, làm lại tấm này, thay lại tấm này. Ok, đúng rồi đó. Bây giờ coi này nha. Ok, wonderful ha. Nhưng tôi vẫn chưa hài lòng lắm là vì thế này. Là vì bây giờ Huy nhìn ra ngoài, vì Huy nhìn ra ngoài cho nên cái chỗ này là cái chồng trắng gần ống kính của mình mà tôi không thích. Sao tôi nói là em vẫn nhìn ra ngoài nha. Nhìn ra ngoài đi. Nhưng mà lần này bà có thể điều khiển mắt người mẫu nè. Nguyễn Nguyên nha, mắt để đây. Thấy chưa? Bây giờ con mắt này chụp nhà, giờ bây giờ mới chụp lại nè. Nhìn xuống xíu, nhìn xuống xíu. Ờ đúng rồi, wonderful. Ok, giữ nguyên đó nha, giữ nguyên đó. Bây giờ nhìn vô ống kính anh Hà. Cúi xuống, qua chút, qua đây chút. So wonderful. Và tôi chụp liên tiếp 3 tấm như vậy. Tấm đầu tiên là tôi không thích chồng trắng, đi ra ngoài tôi không thích chồng trắng, tôi ghét chồng trắng. Tấm thế này. 3 tấm, ok. Tấm đầu tôi không thích, tại vì chồng cái chồng trắng gần ống kính tôi không thích. Tấm thứ gì tôi nói ngồi yên đó, mắt qua đây một chút. Tấm thứ ba, nhìn vô ống kính, có nhìn vô ống kính hơn, nó có sự liên kết giữa model. Sao bạn thấy cái vai bao giờ cũng dynamic như vậy, tôi muốn đừng chéo như vậy. Ok, không những mình xích máy như vậy là xong đâu, mình còn chụp nữa. Chẳng hạn bây giờ Huy làm lại đi Huy. Bây giờ tôi sẽ vary, tức là tôi sẽ biến đổi theo cái shot này, tôi sẽ khác nữa. Là hình này shot ngang đúng không? Em có nhìn vô ống kính anh Hà. Ok. Và tôi tiếp tục tôi phần phô tấm khác nữa, ví dụ như thế này, thí dụ vô gần hơn xíu đẹp nữa, thí dụ như thế này, thí dụ như thế này nữa nếu mà tôi thích. So nhìn một cách intense, so nhìn mạnh vô, đừng có sợ. Ok, tấm cuối cùng thì tôi hơi nghịch ngợm chút xíu, tôi hơi phá một chút thì bạn thấy mình cứ để chụp, nếu mà chụp nhiều tấm đó bạn. Tấm cuối cùng tấm cuối cùng tôi hơi phá một chút. So tấm ngang, tấm đứng, tấm xiên. Ở đây có còn một nhiều shot như vậy. Ok ha. Ok, thì giờ tôi chỉ demo các bạn cách là ngắn gọn như vậy. Thí dụ như bây giờ mà tôi cảm thấy phía bên này của Huy tối quá thì tôi có thể xài một cái reflector mạnh, vì nguồn sáng đây đi qua nè, đối diện bên này đúng không? Sao một cái reflector này cưng. Cái reflector này rất là khổng lồ đúng không? Sao tôi hy vọng là nó sẽ hứng toàn. Quá đẹp. Nhưng mà anh muốn nó hè cái rim ra, anh không muốn cái đó. That's wonderful. Rồi nhìn ra ngoài lại cho anh Hà. Cường ơi Cường, các bạn chịu khó nhìn cái màn hình giùm tôi, tại vì các bạn không làm được đó, phải hy sinh cái đó thôi. Cường ơi Cường, nghe nè, Cường ra trước nó nghe nè. Anh Hà muốn nghe nè. Anh Hà muốn cái này sáng nè, xong rồi shadow nè, rồi sáng trở lại. So không cần phải là rim light đâu. Ok, đẹp rồi đó. Hơi ngã xíu trước. Ok được rồi. Rồi thấy rồi. That's wonderful. Ok, nhìn vô ống kính luôn Huy. Ok, cái hình này bạn thấy cái phía bên shadow giờ đẹp hơn, là vì tôi có fill một cái reflector bên phía shadow đó. Tôi có một cái reflector ngay chỗ đó. Ok, bạn có thể dùng mọi cách, bạn có thể dùng một cái đèn flash nếu bạn thích. Ok ha, rồi cảm ơn Huy, em dễ lao được rồi. Giờ tôi mời mẫu nữ. khoan, trước kia trong phần mẫu nam tôi ngưng đặt câu hỏi cái đó, rồi chúng ta qua phần kế tiếp. Câu hỏi gì về mình mẫu nam không? Các bạn trên internet có hỏi không? Có, đang hỏi này. Trong khi họ cho mình miếng nước. Cái lớn đâu rồi? Đây nè, đó nè. Em ngồi đi. Ngồi. Bày cha, câu hỏi gì ông? Chắc Hương ngồi quay qua chút xíu, các bạn nói là thấy lưng em không ạ? Oh, no, đang đặt câu hỏi mà. Nhưng mà ngồi... Ok, đứng rồi, ngồi lên, đứng rồi, anh chị cho ngồi. Đó, rồi. Rồi, ngồi xuống thôi, có gì đâu. Có phụ nữ nhìn thấy mặt họ nó mới... Này buổi chụp hình chứ không phải ấy đâu. Rồi, câu hỏi, mời em. Cho em hỏi là, ví dụ như là về cái mẫu nam mà gương mặt mà hơi có góc cạnh á, thì chụp theo kiểu có shadow này kia cái nào thì nó sẽ đẹp. Còn với những mẫu mà mặt tròn á, thì chụp như thế nào? Thường thường á em, nếu mà là khuôn mặt tròn á thì em,
trong trong nhiếp ảnh đó, chúng ta có những cái như thế này, chúng ta có bố cục, chúng ta có crop, chúng ta có highlight shadow. Có thể trong trường hợp đó anh sẽ chụp như tấm này nhiều hơn nè, anh sẽ giấu đi rất là nhiều, anh sẽ không có phơi như tấm này, anh sẽ dìm một shadow nhiều hơn. Vì cái người và đặc biệt anh phải chụp hiện giờ á, hiện giờ bạn thấy chụp hẹp không à, bạn thấy bên kia không, bạn thấy bên này của người mẫu đâu, bên này có thấy không, nằm bên kia rồi, nằm bên kia rồi. Thành thử là đặc biệt đối với người mà chúng ta gọi là những người, chúng ta người thường như mình đi, irregular như mình, là bạn phải chú trọng hơn nữa vụ này. Mẫu nam mà tôi thấy bạn á, bạn mà chụp mẫu mà chuyên nghiệp á, họ đẹp sẵn á, tôi nói thiệt á, anh sáng rộng cũng đẹp. Nhưng mà mình đang học, tôi muốn các bạn là biết nên chụp mẫu ha, chân dung nên chụp hẹp. Thì bạn giấu bên kia cho tôi, ánh sáng và bố cục bạn vô chặt vô, bạn vai ra phía trước nhiều, giấu bụng giấu hết. Ok, thay vì bạn đi học mấy trăm tư thế gì chả biết, thì bạn cứ nhớ nguyên tắc là người nam mạnh á, là do vai và do đường gãy, đường cắt, không có curve nha. Bây giờ qua nữ sẽ biết liền, khác liền, nữ khác liền. Nam là phải mạnh, ví dụ như tôi nói người mẫu nam là tôi không bao giờ mà đứng cái này, em nói em đứng một bên thử coi và xong. Ok, hay ngã xíu chút vậy rồi xong. Dynamic là như thế này, đó nghĩa là như thế này. Bạn để là dynamic này chúng ta hay hiểu theo cái nghĩa rằng là đường nét, đường thật á. Nhưng mà bạn nhớ có một cái đường là đường ảo. Đường ảo như thế này. Ví dụ như bây giờ tôi quay người qua đây, nhưng mà cái đầu tôi là qua đây, nhưng mắt tôi thì sao? Qua đây. Zig zag không? Người đây đúng không? Đầu đây đúng không? Mắt đây đúng không? Zig zag không? Nếu mà tôi nhìn ra đi luôn thì sao? Nó flow luôn, có nghĩa rằng là aso kể, nhưng mà nó sẽ mềm mại hơn. Nhưng mà nếu mà tôi nhìn như vậy sao? Nó sẽ power hơn, nó zig zag mà. Các bạn nhớ là tùy theo mình compose cái hình như vậy. Em ở trên này hỏi anh có trả lời không? Có chứ. Okay. Thứ nhất là anh em muốn thắc mắc là khi anh chụp mẫu nam khi nãy, tại sao anh lại lấy cái phần shadow nhiều? Câu hỏi thứ hai là anh đo sáng vào chỗ nào? Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Câu hỏi thứ nhất, tại sao chúng ta chụp về phía shadow nhiều? Vì cái đó là cái chung nhất của trong chân dung là chúng ta thích chụp bên phía shadow góc hẹp. Là vì nếu bạn chụp bên góc rộng đó, người ta sẽ mập mạp hơn. Nói chung là chúng ta sống một cái văn hóa là chúng ta văn hóa chung mà chúng ta thích người xương gọn, ốm. Ok. Bạn chỉ không nên chụp ánh sáng này nếu người ta đã ốm sẵn rồi. Bạn chỉ nên trừ Trịnh Công Sơn thôi, tại vì ổng rất là kịch tính. Bạn nói kịch tính không? Ánh sáng hẹp rất là kịch tính, nó có shadow mạnh lắm. Ok, thành thử ra nhưng mà trong thời trang chúng ta nên chụp ánh sáng rộng, vì thời trang chúng ta có tóc, người make up, hair make up đúng không? Chúng ta sẽ có bông tai, rồi chúng ta sẽ có cái gì, tôi sẽ hình xăm thì tôi không biết. Nói chung là anh ta show cái fashion, cái thời trang ra. So, không cần ánh sáng hẹp. Cái trong thời gian nó rộng rãi hơn. Nhưng mà trong chân dung á, là tôi thích kịch tính, là thích bên ánh sáng hẹp nhiều hơn. Ok. Còn câu hỏi thứ nhì á, đo sáng ở đâu là các bạn, mấy bạn hỏi chắc là không có dự workshop phần 1 rồi. Là khi tôi đo sáng ra chỗ này nè các bạn. Ok. Và tôi khuyên bạn á, đo sáng có nghĩa là thế này. Tôi để cái độ evaluative cho máy Canon hay là máy Nikon là Matrix, và tôi zoom vô diện tích chiếm toàn bộ, chiếm gần như là 90% nội dung của tôi. Tôi không cần chính xác lắm. Và tôi để một cái khẩu độ thích, ví dụ như là 28 chẳng hạn. Nếu bạn không có 28 chụp 4 cũng được. Xong rồi bạn ISO 800 đi. Bạn hỏi máy hình là tốc độ bao nhiêu. Khi mà tôi có tốc độ rồi, tôi để qua manual, vì cái tấm kế tiếp tôi không có chụp chỗ này, mà tôi chụp nguyên cái tấm này mà. Nguyên tấm này thì sao? Nó có shadow chỗ này, có shadow chỗ này, nó có chỗ này, nó có chỗ này, chỗ này. Thì cái bài toán đây nó sẽ không chính xác nữa. Nên bạn thấy trong digital chúng ta đo sáng vùng sáng là vậy. Nó ngược cái trong phim nha, trong phim ta đo sáng vùng tối. Trong digital đó vùng sáng là vì cái này nó hay dài dòng, nó nhanh nhanh thôi. Là cái nguyên tắc ánh sáng vô ống kính mình nó đi từ vùng sáng trước rồi tối dần 6 khẩu. Cái hình này sẽ không có ngoài đời các bạn. Vì các bạn ngồi đây các bạn thấy là Huy đâu phải vậy đâu. Nhưng mà cái hình này là photography, có nghĩa là này tương phản mạnh lên. Mạnh lên là vì máy hình thì có 6 khẩu à. Sao bạn thấy vùng này sáng đúng không? Nó sẽ rớt rất là nhanh qua đây, rất là nhanh, đen thui đúng không? Nó sẽ đen nữa nếu đi mạnh nữa.
Nếu mà chỗ này mà yếu thì sao? Đây sẽ sáng lên. Ok, đó là cái phần 1, technical. Ánh sáng, chụp cái gì? Lấy đo sáng ở đâu, lấy nét ở đâu, còn lấy nét nữa. Lấy nét ở đâu? Lấy nét ở đâu? Mắt nào? Mắt gần ống kính. Nha, lấy mắt gần ống kính. Ở trong cái bản không gì bắt buộc hết, nhưng mà 95% là nó mắc cười. Trừ khi bạn muốn làm cái chuyện gì đó, you know, creative, sáng tạo, bạn muốn làm gì quyền của bạn thôi. Nhưng mà bài bản là lấy mắt gần, ok? Và tôi không lo về expression, tại vì đây là buổi chụp hình hướng dẫn. Chứ thông thường tôi chụp hình, tôi sẽ có cái môi trường, người ta nói look beautiful, nice, okay. Nói chuyện gì đó không biết. So relax, có nhạc nghe, đó, nó vui vẻ. Được chưa Tuấn? Dạ, ok, cảm ơn anh. Ok, audio ok không? Cho anh hỏi ngược lại. Để anh hỏi đi. Anh hỏi được rồi, audio ok không? Rồi ok. Rồi các bạn câu hỏi nữa không? Có một số bạn không hiểu catch light là gì. Ok. Catch light là gì? Các bạn em chiếu lên giùm anh. Zoom gần của Tuấn Anh. Catch light là một cái refraction, một cái phản chiếu từ cái nguồn sáng này gần nữa Tuấn Anh. Ok, cái catch light rất là đặc biệt cho các bạn. Vì nếu mà bạn chơi chân dung mà chuyên sâu á, khách sai rất là quan trọng, là vì nó nói lên cái loại ánh sáng bạn dùng. Nghe, không phải là bạn xài cái sóc bóc vuông là xong đâu. Vuông, bát giác, lục giác khác, nó sẽ có cách sai khác. Bạn đi ra ngoài trời, đường chân trời này, rất đừng cách sai ngang như thế này. Ở trong nhiếp ảnh người ta rất thích đường cách sai. Chân dung đặc biệt. Ok, phải cách sai, tại vì nếu bạn tưởng tượng mà không cách sai thì sao? Nó flat, nó chết, nó gọi là dead, nhìn nó chết. Mắt không có gì, giống đen thui một cục vậy. Nó không có 3D. Nhờ cái này nó mới 3D. Ở trong chân dung tôi rất thích catch light là vậy. Ok, cái từ đó tiếng Việt mình không có từ tiếng Việt tương ứng, thì tôi sẽ thông cảm dùng cái chữ là catch light. Ok. Catch là bắt, light là ánh sáng, bắt ánh sáng. Anh dịch có thể cho 30 giây về cái khoảng cách tiêu cự mà nãy dùng. Yes, cảm ơn. Bạn phải hỏi nhiều nha, tại vì những câu hỏi rất là hữu ích đó, tại vì trong khi tôi làm tôi hứng thú tôi không nhớ. Ok, đầu tiên á là tôi nói về tiêu cự ha. Tiêu cự ống kính các bạn, chân dung, đây là chân dung, chúng ta make a picture. Cho nên khi tôi chụp cái hình này nè là Huy nhìn vô ống kính của tôi, nhưng mà khi hiện giờ bạn nhìn vô hình này là Huy nhìn ai? Nhìn người xem hình, không có nhìn tôi, nhìn không người xem hình. Thì cái tiêu cực ống kính tele đó bạn, nó detach, nó giống như là mình bạn hiểu tại sao paparazzi dùng tele không? Tức là vậy á, tức là bạn có một khoảng cách rất là xa bạn bắt được. Cái thứ nhì trong chân dung tôi rất thích chụp tele á là vì vấn đề distortion, điều là biến dạng. Ok. Biến dạng nó rất là nguy hiểm các bạn. Hiện giờ ở cái tiêu cự tôi không nhớ là bao nhiêu, tôi quen rồi. Tôi nhớ đâu đó khoảng 100-135 gì tôi chả nhớ. Thì Huy nhìn rất là ok, nhìn đúng, nhưng dùng cái chữ là flatter, rất là nhìn rất là đẹp, ok, handsome, ok, đẹp trai. Ok, nếu mà cái hình này mà tôi chụp lại mà tôi dùng 35 thì sao, bạn nghĩ sao? Để được cái hình ta phải tới gần đúng không? Mà tới gần kia gì sẽ ra? Nó sẽ méo đúng không? Bạn nói méo được mà anh ok, méo được thôi tôi cũng chấp nhận luôn, nhưng mà với điều kiện bạn cho người ta một cảm nhận rằng là người mẫu đứng kế bên bạn, tức là bạn nhìn người mẫu qua ống kính của tôi chứ bạn không phải nhìn bạn đâu, tức là cái ông chụp hình đứng kế bên nè. Thì bởi bạn có thấy là tại sao trong street light chúng ta chụp 35 là vậy, 50 là vậy, và trong chân dung khi bạn mới nhớ, tôi thấy như nào, tôi thấy phần lớn là khi bạn make a picture thực hiện á tele nhiều lắm. Nhưng mà khi bạn take a picture mang tính thời sự, phóng sự á, bạn sẽ 35, 50 rất là nhiều, bởi vì bạn cho người ta thấy bạn có mặt ở đó. Bạn có mặt ở đó, bạn cho ở hiện trường. Tại vì nếu bạn chụp ảnh đường phố, bạn chụp 300 gì đó, cho cảm giác bạn mà là paparazzi, thằng này nó đứng xa, nó quất tới thôi. Right? So, nó là như vậy. Thành thử là khi bạn chụp đường phố, bạn chụp 300 á, bạn cho người ta cảm giác nó không phải là street light mà nó gần như là travel photography. Cái người đi du lịch á, thấy gì chụp đó, họ không có street, đúng nghĩa là bạn phải sống trong đó, phải tới chỗ đó. Nhưng mà ngày hôm nay là chân dung chúng ta hẹn street lại bữa khác. Có một bạn hỏi câu hỏi em nghĩ là khá hay, đó là nếu như bạn Huy khi nãy đeo kiếm
thì lúc đó okay. Like mình xử lý như thế nào? Cái độ đeo kiến, các bạn, vấn đề đeo kiến là một vấn đề rất là phổ thông, có nhiều cách giải quyết. Thứ nhất là thường thường tôi làm việc với người mẫu mà đeo kiến, tôi mới hỏi người mẫu rằng là cái kiến có phải là cái identity người ta hay không, có là cái cá tính, cái là cái hình ảnh mà người ta được người chung quanh, bạn bè nhận diện là anh đeo kiến, đúng không? Thành thử cái kiến rất là quan trọng, không thể bỏ ra được. Ok, thì tôi làm như thế này. Thường thường á là tôi nói người mẫu là tháo cái tròng ra. Cái gì, cái tròng phải không ta? Cái lens á, cái tròng đúng không, cái gọng đúng rồi, lấy cái tròng ra chụp xuyên qua luôn. Tại vì nếu bạn có mà cái tròng á chụp mắt không chưa xong đâu, nó còn cái nét gãy bên cái chán nữa, rất là chán. Đó là cách thứ một. Cách thứ hai đó là tôi sẽ chụp hai tấm, tôi để yên, tôi chụp một tấm để mắt kiến ra, chụp tấm thứ nhì và tôi sẽ photoshop. Chuyện nó bình thường, chuyện nó bình thường nhé, không phải tôi làm đâu, ai cũng làm nhé. Đó là hai cái solution, hai cái giải pháp bình thường nhé, rất là bình thường. Còn một giải pháp nữa là không làm gì hết, tức là tại vì người mẫu đó đeo kính đẹp mà, họ là professional model, họ đeo kính râm gì đó, không biết không, kính cận nha, kính râm nha. Thì khi tôi chụp những cái shot profile đó mà tôi muốn nó đẹp á, tôi phải xài cái đó. Ok, gì nữa không? Ha, vui quá, có internet hỏi. Có câu hỏi nào để phát quà không? Phát quà. Phát quà. Ok, giờ phát quà mức độ khó cỡ nào? Tùy anh. Thôi dễ đi nha. Giờ nhanh tay nha. Nhanh tay bạn, nhanh tay nha. Bạn là lặp lại cho tôi 4 step khi thực hiện bức hình. 4 bước khi thực hiện bức hình là cái nào? 4 bước. Bước 1 là gì? Hay là hỏi luôn 4 bước. 4 bước gì anh? 4 bước khi mình thực hiện một cái ảnh, bước thứ nhất là gì? Ai trả lời giơ tay. Thôi gì dễ quá, 4 bước luôn cái rồi đi. Em nói đi, anh nói đi. Bước 1 là gì? Mình xác định cái bố cục. Nói to lên, đứng lên. Bước 1. Đứng lên, bước 1 mình xác định cái bố cục. Rồi xin lỗi, ngồi xuống. Bước 1 là ánh sáng. Ánh sáng. Bước 2 là mình chụp cái gì? Chụp cái gì? Bước 3 là mình set máy. Set máy. Bước 4 là model expression. Thank you. Rồi. Dĩ nhiên cái câu này là câu kế tiếp, tôi nghĩ là rất là dễ dàng, vì chính bản thân tôi cũng không có định nghĩa được. Bây giờ sao? Người trả lời. On chưa? Alo, on chưa? Chưa on mà. Ok. Em chủ động micro cho các bạn sao được? Em làm sao anh làm được? Rồi, bây giờ thế này. Tôi nhờ một bạn ở đây định nghĩa giùm tôi. Catchline là gì? Tôi không biết. Mời bạn. Catchline là gì? Chào em, thì catchline là cái ánh sáng mà phản chiếu qua ánh mắt. Từ đâu? Từ ánh sáng. Từ đâu? Nói cái từ chính xác là từ đâu? Từ nguồn sáng. Em trả lời lại được không? Đưa. Đưa micro, em nó thu âm. Anh trả lời lại. Dạ, theo thì cái slide đó là cái ánh sáng phản chiếu vào mắt từ nguồn sáng. Từ nguồn sáng, đúng rồi. Cảm ơn em. Cái bạn này vui ha. Rồi, gì khó một chút nữa. Ok. Khi mà bạn chụp chân dung á, giữa cái vai với cái góc máy của mình á, bạn nên để nó vuông góc hay là nên để nó có một góc? Tôi nói vậy nó hết trơn còn gì nữa. Tôi nói vậy nó hết trơn. Ok, cái này khó nè. Khó hả? Có một bạn online trả lời đúng thì có quà chứ hả? Cái đó không biết, phát chia sao, anh đâu biết em gửi quà sao đâu. Cảm ơn anh. Ok, rồi. Ok, bây giờ bạn nào có thể cho tôi biết ba cái yếu tố khi chụp tấm chân dung á, gần như thế này nè, là ba cái điều kiện mà tôi muốn có trên mặt người mẫu. Ok. Thứ nhất là cái gì? Góc gì? Góc hẹp. Cái này hơi khó này, khoan. Thôi tôi trả lời luôn chi. Góc hẹp nhìn vô ống kính. Góc hẹp nhìn vô ống kính và giúp chụp bên góc hẹp đúng không? Catchline nhìn vô ống kính ba cái. Ok, hỏi đó có là khoan đi, cái đó khoan. À, gì nữa ta? Thôi chờ mẫu nữ đi. Chờ mẫu nữ đi.
Ok, thôi còn này này, cái này hay nè. Cái này hay trả lời dễ nè nha. Dạ, chuẩn bị nè. Cái gì làm cho người nam nam trong posing? Cái gì làm cho người đã lại nha. Cái gì làm cho người nam nam trong tạo dáng? Ok, simple. Con chữ đó là dính liền. Bây giờ để dành cho nữ đi, còn 5 món dành cho nữ đi. Ủa còn nhiều chứ hả? Đừng lo, còn nhiều mà. Rồi, bây giờ tới mẫu nữ ha. Em mặc đồ, check coi. Ok, that's ok. Ok. Khi bạn chụp mẫu nữ á, thì cái gì làm cho người nữ, nữ. Tại em đã làm nam nói rồi. Này, cái lý thuyết coi, em trả lời, em đoán thử coi. Dạ, được, đường cong. Đường cong. Đường cong, cụ thể hơn chút. Những cái đường cong như là eo. Ngực, ok. Thôi này tặng đi. Tặng đi. Biết này, ủa này gì vậy ta? Anh cũng biết là lấy đại. Cảm ơn chị. Khi các bạn chụp mẫu nữ các bạn, thường đó là đường cong. Mà đường cong đặc biệt nhất là vai. Ok, xin lỗi, ngực chứ quên. Ok, nhưng thành thử ra bạn có ngạc nhiên là khi bạn thấy cái đồ cưới người ta thiết kế không? Bạn thấy thì sao? Thường thường là nó sẽ rất là đẹp đúng không? Đó là những nhà thiết kế họ làm á. Thành thử ra độn gì chả biết. Nhưng mà những là sexy đúng không? Và bạn, anh hỏi em đi, em ở đây có nhiều người nữ ta. Chắc không sao nam không vậy? Xin lỗi. Ví dụ như bây giờ theo em, anh hỏi em. Không, tại vì từ cái mình phải nhìn từ cái phía người nữ á. Đồ cưới á, em thấy á, là phần lớn là hở vai hay là kín vai? Hở vai đúng không? Ok, nó có lý do của nó đúng không? Cảm ơn em. Nó có lý do đó các bạn. Tại đồ nó sẽ bật lên rất là đẹp. Cho nên khi bạn chụp mẫu nữ, bạn phải thấy cái đó, phải lấy cái đó. Nhưng mà đừng bao giờ nói với cái cô dâu hay nói với người mẫu nữ là nói em ưỡn ngực ra đi. Can't do that. Nhưng mà mẫu nam rất là dễ, em cứ khuỳnh cái vai cho anh là ok thôi. Nhưng mà nữ đừng nói mẫu nữ ưỡn vai gì, thậm chí bằng đừng nói em làm vậy đi. Đừng làm vậy nha. Làm gì nó bị vả mặt đáng chịu. Sao tôi làm như thế nào, tôi dụ như thế nào, nghe dụ hơi nguy hiểm chút xíu, nhưng mà thật là như vậy các bạn. Sao bây giờ anh mời em đứng lên, quên ánh sáng đi, quên ánh sáng đi. Giờ em đứng như này ha. Giả dụ như tôi gặp mẫu nữ như thế này, sao tôi phải điều khiển người mẫu nữ? Ok, thường thường á tôi làm, tôi nghĩ tới curve, đường cong nhiều. Sao bây giờ cái cách hay nhất á là tôi sẽ điều khiển theo mirror như thế này. Em nhìn anh Hà nha. Em làm giống y chang anh. Ok, chân sau, chịu chân sau thế này. Hơi lên thế này, cái vô trong một chút. Ok, ngã ra chút xíu này. Quay mặt qua như thế này. Ok, bây giờ anh muốn cái vai thấp xuống. Thấy gì cậu, mặt vẫn ra ngoài cho anh. Cái tay này anh muốn lên cái đường cong cái này cái. Thấy gì cậu. Ok, xin lỗi em ngồi rồi. Tôi làm gì biết không? Nãy giờ tôi làm, còn chuyện nữa. Cái chuyện quan trọng nhất kia là làm lại từng bước, làm chậm chậm thôi nha. Ok, ơi. Người mẫu ngoài đây. Mình đứng tướng đẹp, không bắt cho quay hình mình. Phần này phần demo nên tôi không cần ánh sáng kinh đồ, tôi mở hết cho các bạn cho dễ, các bạn chụp hình ha. Tại vì phần này demo về posing tôi cũng chả cần gì hết, cho dễ quay. Ok, thì giờ á, là nghĩ tới đường cong đúng không? Chịu chân sau. Ok, giống anh Hà nè. Ok, kéo qua thế này. Sao anh muốn em á là chịu chân sau đúng không? Ngã tới chút xíu này. Nhưng mà tại vì hiện giờ tôi đang nhìn thấy cậu, thấy người mẫu rồi, cho nên tôi đã biết ánh sáng làm đây đúng không? Nhân tiện tôi làm luôn. Em nhìn qua đây. Đó, cái tay này anh muốn lên chút xíu. Anh muốn cái vai này nè, nhìn cái vai anh Hà nha. Ra phía sau. Ok, người qua phía này. Cái tay này lên luôn, tay này lên luôn. Em muốn cái vai này ra phía sau, nhìn vai nè. Ok, ngước cổ lên như thế này. Ok, mắt nhìn đây. Ok, ngã tới xíu nữa. Đó, bạn thấy đường cong không? Ok, nếu cần em hít thở vô. Ok, hít thở vô chi các bạn? Cho nó có chest lên. Ok, lại tạm khoan rồi, được rồi, cảm ơn, ngồi xuống được rồi. Ok, thành thử ra khi tôi điều khiển người mẫu nữ là tôi nghĩ tới đường cong, tôi nghĩ tới curve. Alright. Còn cái chuyện, thôi, xin lỗi đứng lên lại. tới cái tay các bạn. Tay á, người mẫu nữ dễ hơn mẫu nam nhiều, rất là nhiều. Tại vì á, nghĩ tới tay bạn nghĩ cái nhớ là mềm mại nhẹ nhàng được rồi. Sao giả dụ như bây giờ tôi gặp một cô dâu không có kinh nghiệm gì hết, không có biết gì về posing hết,
thì tôi phải chịu khó trend trong vòng 2 phút đầu thôi, là sau đó không trend nữa đâu. Tôi làm như thế này. Các em là Dũng Minh Hà nha, muốn em relax cái tay thoải mái vậy nè. Ok, 1, 2, 3 em phô lại. Sao em làm hay vậy? Thôi anh khỏi làm nữa đi. Ok, thôi bây giờ giả bộ như là em giả bộ em ba tơ đi. Em làm chuyên nghiệp quá. Ok, làm thế này nha, phô thế này nhẹ nhàng thôi. Cô trong luôn. Ok, 1, 2, 3 em thả ra như thế này. So cái người nữ đó bạn, họ có nhiều lý do để phô tay lắm. Họ có tóc nè. Ok, họ có cái phao, cái bông hoa ở đây, họ có cái váy ở đây nếu cần. Đấy, họ có nhiều lý do mà luôn luôn tôi bắt người mẫu là đi ba cái này nó sẽ mềm mại như thế này. Ok, và khi em để tay thử coi. Ok, nữ ta làm như vậy được, nhưng mà tấm này tôi không thích, tại vì sao? Tôi không muốn người mẫu phô cái lưng bằng tay. Thành ra khi tôi nói người mẫu tôi phải nói rõ như thế này. Em phô giống anh hàng nè. Đó, cái này gọi là cạnh bàn tay. Ok, thậm chí là tôi có mấy người thấp quá, tôi thấy cái này đúng không? Tôi nói là em no. And you can see that's beautiful. Ok, em làm như thế này, cái nhẹ nhàng như vậy. Ok, đại khái là, và tôi luôn luôn muốn người mẫu mình có curve. Cái đó rất là quan trọng của chỗ đó ha. Rồi bây giờ anh chụp đi, anh chụp cho dễ nói hơn ha. Thì bây giờ để lấy background sáng luôn nha, anh sẽ chụp lại nữ mẫu nữ nha. Thường cho mẫu nữ đó bạn, tôi hay xài ánh sáng nó lên khối nhiều. Bây giờ tôi sẽ mượn góc chụp ở đây nè. Ok, bây giờ anh muốn em qua bên này đứng. Lùi nữa. Qua đây chút xíu. Cái này xuống hết được không ta? Cái màn xuống hết được không? Vướng hả? Ok. Rồi khó, hơi lên chút xíu, lên chút. Lên nữa. Cái dừng lại đó, cái nhìn qua đây. Bây giờ bạn thấy là tôi chọn bên này là vì bên sáng nó yếu hơn, và tôi thấy cái vùng chuyển nó nhẹ nhàng hơn, tôi phải expose lại, expose đo sáng lại thôi. Ok, thì bây giờ bạn có thể chụp ha. Tôi phải đo sáng lại nha. Bạn là cái internet mà không còn thắc mắc, tôi để qua là AV. Bây giờ tôi xích khẩu 28, ISO 800, và nhiệm vụ tôi đo bên sáng. Xem nhìn ra ngoài cho anh Hàng tí thôi. Rồi được rồi, diễn nguyên anh Hàng đo sáng ra lên cho biết nha. Tôi zoom lên như thế này gần chính xác thôi, tôi không cần biết. Và nó nói là 60 các bạn. Sau tôi để qua manual bị xuất sau chụp khác, tôi để 60. Và bây giờ tôi tự do, tôi cầm pull cái hình nó rộng ra. Tôi không mắc, không phải, tôi biết cái đó chính xác rồi, tôi không sợ nữa. Sau tôi ok rồi, bây giờ anh muốn em tay này rộng ra, xíu cho anh thấy cái chỗ này hở ra. Khi mà chụp mẫu nữ á, mà cái tay có chỗ hở này, cái cảm giác họ ốm các bạn. Sao tôi muốn ra cái tay để trên eo thì đẹp hơn. Để ngang vậy nè, okay, hơi nghiêng cái đầu, hơi nghiêng về ống kính, nghiêng về cửa sổ chứ quên, nửa. Nghiêng tới vậy nè, đúng rồi, nửa, rá đẹp, ok. Rồi quay mặt qua trên hà, that's wonderful, cúi đầu xuống một chút. Đó, tới quanh nữa, tới nữa, gần tới nữa. Rồi, chỉ có mắt thôi nha, mắt nhìn vô ống kính, cúi đầu nhẹ xuống. Rồi, mắt nhìn vô ống kính, mắt như đây, rồi được rồi. Ủa cái gì vậy? Sợ cái ghê. Cường ơi Cường, cái miếng sau có làm cái gì kỳ quá Cường, dục đi Cường. Rồi, that's wonderful. Rồi nhìn vô ống kính luôn, nhìn vô ống kính nếu cần. Cái tôi đo sáng rồi đó các bạn, xong rồi đó. Rất là nhanh, tôi đâu có cần làm gì, tôi đo sáng cái dính liền. Ok. Bạn thấy là cái chỗ phía sau á, sáng là người mẫu không? Tôi không cần biết, tại vì cái này tôi đã đo đúng rồi. Ok, tôi không expo background, expo phía trước rồi. Ok. So, bây giờ nếu mà tôi muốn khắc phục phía sau á, là tôi phải biết dìm sáng nghĩa là tôi phải chận sáng vậy, tôi không biết. Ok, bây giờ Cường thì đồ đen, trên đồ đen các bạn không mặc đồ đen không vậy ta? Tôi muốn các bạn thấy background dìm như thế nào, đồ đen không à. Thôi bây giờ tôi làm cái này cho internet nè. Tôi minh họa cái bạn vừa nói đó, là bạn nói tôi rằng là đo sáng như thế nào đúng không? Yeah. Rồi, đây là một cái đo sáng nữa, đó là rất là khó nè. Bây giờ á, tôi minh họa đo sáng nha, nó hơi khó một chút. Em quay qua đây, lên chút. Lùi lại một chút. Ok, lùi nữa. Rồi dừng lại. Ok, bây giờ tấm này rất là khó khăn các bạn. Là vì bây giờ nếu bạn nhìn đó là trên tóc người mẫu chỗ này là có ánh sáng. Ánh sáng này từ đâu biết không? Từ cửa sổ. Nhưng mà cái mặt người mẫu sẽ sao? Tối. Tôi đang minh họa về ánh sáng. Nếu mà tôi đo sáng chỗ này đây nó làm sao? Nó sáng.
Nhưng mà bạn muốn cái nào? Cái mặt đúng không? Cái này bạn chỉ thấy nếu mà background nó màu, nó màu màu tối nó mới tương phản chứ. Sao tôi nhờ một người Cường, tấm này nó hơi khó khăn một chút. Anh Hà, bạn hỏi là đo sáng điểm hay đo sáng? Ồ, nãy có nói rồi bạn không để ý cái đó. Được rồi, được rồi, được rồi. Thôi cái đó cho mình thiếu đi. Là xong cái này là trả lời luôn. Một câu thôi, đo sáng điểm. Ok, về đo sáng đó các bạn, thì tôi khuyên bạn là không nên đo sáng điểm. Là vì, có lý do của nó. Là vì nếu mà bạn chỉ cái điểm nó vô cho đây nè, hay đây nè, thì cái khung hình bạn đúng không? Cái điểm này á, là nó chỉ chiếm 3% tổng diện tích của cái khung hình của mình á. Liệu bạn có chắc là phản ảnh đúng cái nội dung hay không? Khi tôi đo matrix sau là evaluative, tôi zoom vô chỗ này nè, nguyên cái chỗ này nè, nó chia thành ô vuông nhỏ nhỏ đồng đều nhau, và nó làm bài toán trung bình đó. Ê, khẩu này, tóc mày ISO này nè. Sao tôi để tránh cái trường hợp mà tôi lỡ tay mà tôi đo cái chỗ cái lông mày chẳng hạn, hay là cái gì tôi cũng không biết, lỡ cho nó không phản ánh đúng cái diện cái nội dung cái đó thì sao? So tôi để evaluative matrix là vậy. Ok, tôi làm này từ xưa tới giờ, tôi không bao giờ tôi làm spot metering. Spot metering tôi chỉ làm khi nào mà tôi không làm gì được hết, tôi chụp sân khấu, chụp ca nhạc á, tôi không tới gần được, tôi không làm gì được hết thì tôi phải đoán. Ok, có một cách đoán nữa các bạn, không chưa chắc gì phải cần ở đâu. Rồi tiếp bây giờ ha, bây giờ mình sẽ làm hai việc. Việc thứ nhất là Cường, thường thường tôi làm việc tôi phải giải nghĩa cho mấy người phụ việc của tôi. Nghe anh Hà nói nè. Ok, cái này là hairline đúng không? Ok, anh Hà sẽ expose chỗ này. Kết quả là này sẽ cháy sáng đúng không? Cái cháy sáng này anh Hà muốn nó là cái tóc lơ thơ này không? Cái đó chỉ thấy được nếu bắt đầu màu đen. So anh muốn em để cái reflector phía sau mình quay về phía đen cho anh Hà nhiều hơn. Thanh ơi Thanh, cho anh một cái nguồn sáng đi vô phía bên này. Qua bên kia, qua bên kia. Em qua phía sau em đo, em chặn trước đi. Tôi đang chụp khẩu 2.8, cho nên miễn là cái này cái đó màu đen là tôi ok, đúng rồi, giỏi, để lên. Xa ra, không cần, xa ra. Rồi vô đi. Vô đi Cường, lên đến màn đi, đến màn đi. Rồi Cường xoay qua cho anh Hà, cái xoay về phía này. Nữa. Thôi để kéo cho rồi, chờ chút. Rồi xong. Đen thui đúng không? Không có thấy gì hết. Bây giờ anh nhờ Thanh cái là Thanh mượn một nguồn sáng từ đâu đi, từ đây đi. Tôi có thể làm cho đời đơn giản bằng cách xài cái flash các bạn. Các bạn sẽ cài nữa. Thanh, mượn đi nè. Ok, nguyên tắc chung là đầu tiên cái này cho anh Thanh cầm chỉ cho. Anh Thanh cầm nha. Nguyên tắc chung là đầu tiên bạn phải biết anh sáng đâu tới, mượn ở đâu thì chỉ đó. Tôi mượn đây đúng không? Tôi sẽ lấy đây và tôi sẽ ao băng qua. Rồi được rồi. Tôi thấy nè, không có nè, có nè, không có nè, có. Tôi không có sợ nó tối đâu các bạn. Tại vì tôi expose mà. Bây giờ có tí thôi. Thậm chí bây giờ không có cũng được chứ đừng có nói. Đúng không? Mà tôi muốn có thêm tí xíu. Kệ nó, tôi làm vô rồi em để dành. Ok. Bạn thấy Thanh cầm nhá. Thanh cầm cao hay thấp? Cao vì nó là nguồn sáng chính. Đừng để dưới đất dội lên. Nó sẽ là cao. Số tôi có hai người như vậy tôi làm. Ủa máy hình của ai vậy? Cái nhẹ hiu vậy. Oh. Em lùi tí thôi. Rồi dừng lại. Lùi lại thì nó không đúng cái nội dung. Lùi đi. Rồi bây giờ mặt mình một có ánh sáng đúng không? Nhưng mà vì vấn đề minh họa tôi giấu ánh sáng nè, quay mặt ra đây. Không, vô ánh sáng rồi. Lên mới được. Lên nữa. Rồi, được rồi. Ok. Chị khó tấn anh lại gần được chưa? Hơi căng á. Rồi, được rồi. Sao bây giờ câu trả lời đo sáng trở lại nè. Bây giờ tôi đo sáng phía bên tôi chụp đúng không? Sao tôi để là 28 mà tôi biết cái này là căng, tôi lên ISO xíu nữa đi. Sao tôi đo này nhá. Và nó đọc là 60 nè. 28-60. Sao tôi để là, ô xin lỗi, tôi đang để me nhồi chứ nó chẳng đo gì vậy. Làm lại nhá. 30, nói 30 các bạn, nói 30. Sao tôi để qua me nhồi. 30. Rồi ha. Rồi chụp nè.
Bây giờ bạn coi tôi chụp, tôi vẫn giữ theo nguyên tắc vừa rồi. Tức là bây giờ thanh fill bên này đúng không? À, thì tôi muốn shadow bên này, xem quay mặt qua này cho anh Hà. Quay nhiều quá. Nó lên chút lên. Tại vì hình ảnh demo về ánh sáng á, chứ anh không muốn anh nhìn ra ánh sáng cửa sổ. Em muốn mặc em tối để anh demo mà. Sao cường lên xíu lên xíu. Rồi được rồi. Phải khơi ngã tới xíu. Rồi, nhìn qua phía này. Đúng rồi, đây là nguồn sáng chính của em á. Sao ta chụp cái hairline này, nhìn vô ống kính thử coi. Nhìn vô ống kính, đúng rồi, that's beautiful. Ok. Nhìn này nha, quay nè. Bỏ xuống. Có hình chưa? Thôi bỏ xuống đi Cường. Thấy cầm tội nghiệp. Ồ, tắt máy này hả? Có mà. À, mở lên lại hả? Chụp lại không? Chụp lại hả? Anh có hình mà. Treo máy hả? Máy gì? Mà có hình nè. Nhỏ xíu. Nhỏ xíu. Đóng lại dây thôi, rút ra. Anh Hà tắt máy anh Hà. Rút ra nha. Không, anh tắt máy đây. Không, máy tính đứng. Máy tính đứng rồi. Máy tính đứng hả? Tắt lại rồi. Tắt lại rồi, mở lại cho anh. Tắt lại rồi. Các bạn chờ xíu này, chắc đi cổ thôi. Ở trong khi có vấn đề vậy, các bạn đặt câu hỏi đi. Đặt câu hỏi mình trả lời cho anh Thủ luôn. Anh Tuấn có câu hỏi không Tuấn? Trên té có không Tuấn? Cái, yeah. Cái kỹ thuật phá đo sáng của anh á, vậy nó làm như thế này. Ok. Ok, chụp chờ chụp lại. Chụp lại chờ tấm nãy ha. Rồi chụp tấm nãy. Rồi làm lại nè ha. Ok, bạn thấy người mẫu nhìn về nguồn sáng chính của tôi không? Thanh ơi, cái tấm vừa rồi đẹp nhưng mà nó hơi thấp á. Anh muốn sáng nguồn trên cao nhiều hơn. Tắt hả? Rồi chưa? Mở lên chưa? Ờ tại nó vậy thôi, cái bạn chịu khó nha. Ok được chưa? Rồi vô người mẫu. Hết cỡ rồi. Thôi chịu khó đi em. Không có vô nữa, nữa tới thanh không có vô, lại. Thôi được rồi, rồi đó. Đây anh làm chưa? Rồi đây nè, ngay đây nè. Thôi được rồi đó. Rồi quay mặt đây xíu em nhìn vô kiến. Rồi được rồi, nhìn vô kiến. Hay là demo về đo sáng thôi mà. Rồi chưa? Nè, đây, chụp lại nè. Cái tôi demo về ánh sáng rồi các bạn. Thôi được, chờ chút. Đây là kỹ thuật đo sáng của tôi là vậy. Mà thấy không? Cái mặt người mẫu với lại cái tóc cái nào tối hơn? Cái mặt tối hơn đúng không? Nhưng vì tôi đo sáng cái mặt cho nên cái tóc sẽ cháy đúng không? Ok. Bây giờ nếu mà tôi muốn cái hình nó đẹp hơn, nó kịch tính hơn á, thì thay vì tôi xài cái này nó hơi khó khăn á, anh để cái trigger. quên con. Đúng rồi, trigger. Khoan. Cái Olympus nó có vô được ấy không? Phải lên chân đi. Có được iPad hả? iPad thôi ha. Xe Olympus đi cho nó lẹ. Chứ một cái Olympus Cường. Ok. Nhanh tay đi Tường. Ủa sao nhiều Cường nhỉ? Ok, bây giờ bạn coi tôi làm cái chuyện kế tiếp. Là tôi demo trên mirrorless. Để các bạn, đây coi chụp xe mirrorless không? Đây coi xài không? Nhiều lắm đừng có lo nha. Thì bây giờ á, ở trong mirrorless á là tôi làm cũng đo sáng tương tự như vậy luôn. Nhưng mà tôi lợi dụng là cái lợi thế của tôi á là tôi thấy được cái nội dung của tôi này, tôi đo, sắp tới tôi chụp đúng không? Còn khi chụp mirrorless tôi chụp live view thấy được tại chỗ luôn, thấy được cái exposure mình tại chỗ luôn. Và chính vì thấy tại chỗ cho nên tôi không có dại dột mà chụp theo kiểu mà dùng ô tô đo rồi chuyển qua manual. Đúng không? Tôi sẽ làm trực tiếp luôn, ô tô luôn. Tại vì máy mirrorless của tôi nó cho tôi EV cộng trường sáng tại chỗ live luôn. Và đặc biệt cái máy tôi đang sử dụng nó cho tôi tới 5 cộng 5 và trừ 5 lần. Cho nên, well, why not? Ok. So tôi
Chụp xong mới coi được. Ok, xin ra bây giờ tôi đang test shot cái đã. Giờ tôi không bận tâm với em không phải lo đâu, em cứ vô đây đừng sợ, bên phía trước đi đừng sợ. Thậm chí đóng lũng này cũng được, chả cần. Ok, vì tôi có nguồn sáng của Cường rồi đúng không? Oh, nhưng mà giờ tôi có hairline lui ra cần hairline mà. Rồi có hairline rồi, quay mặt ra đây. Rồi có hairline rồi kìa. Thanh ơi Thanh, dạ. Cho anh cái background đen. Đừng để máy dưới đất em. Thì vì nó live view cho nên tôi để bây tôi đang để là gì ta? Tôi để là AV nè. Và tôi cộng chọn trừ tại chỗ luôn, hiện giờ tôi để là 0.0 nè. Sau tôi thấy nội dung tại chỗ, chờ xíu nha. Anh để em để power bao nhiêu? 1.64. Đúng rồi, giỏi. còn chuyện nữa. Em biết để rộng không? Thôi để nhỏ cực tính kịch tính. Để cái zoom á 50 thôi. Ôi trời hay vậy. Và anh muốn em đánh chính xác nha. Tại vì em này để zoom mà em chính xác là ở đây chỗ khác á. Ok, rồi. Thanh ơi, lọt sáng Thanh ơi. Nè, Thanh nhìn nè, Thanh nè. Sáng chân nè. Lui ra, lui. Cũng được. Vậy được rồi. Ok. Ok, good. Tôi thấy cái hairline đúng không? Bây giờ tôi nhìn vô, tôi tới gần cái nhìn này nè. Ô cái này gần quá. Ô chụp rộng quá. Sự thật cái này không hết cần em rồi. Hết cần em mà tại vì biến bản thân nó cũng ok rồi. Sao tôi chụp như thế này. Ok. Thôi khỏi cần em. Anh không cần em được. Tại vì công nghệ giờ. Tôi bấm cái nó chụp luôn các bạn. Là tôi đã nhìn ra rồi, tôi thấy nó ok và tôi chụp luôn. Ok, lên cái này thì không có iPad chút xíu tại vì nó không có sync vô computer á. So nguyên tắc đo sáng là vậy thôi. Ok, bây giờ thế này, tôi chỉ demo về đo sáng thôi, các bạn có thắc mắc về đo sáng không? Câu hỏi trả lời đây nha. Là anh làm như thế nào đó phải không? Ok. Bây giờ đó bạn, từ hồi mà tôi qua digital á là tôi say goodbye với lại cái light metering. Ok. Cái đồ đo sáng á, cái đó không có gì sai các bạn. Bạn nào mà đây là chuyên gia xài cái đó thì cứ xài thôi. Tôi không có lý do gì tôi nghe hết. Nhưng mà tôi nói rằng là tôi có thể tin vô cách nhìn tôi muốn bao nhiêu tôi quyền của tôi. So tôi lợi dụng cái đề hổng đo sáng trên máy hình. Ok. Máy hình hiện giờ đó. Đó không? Cái này tương phản mạnh không? Tôi đo này cháy nó không cháy kệ nó, tôi đo ở đây mà. Tôi đo ở chỗ tôi cần đo. So thằng nào mà sáng nó là ráng chịu thôi. Ok. Thì giờ khi mà tôi chụp, tôi lợi dụng là sóng đo sáng của máy hình và tôi có AV, TV và P. Nhưng mà trong trường hợp này tôi muốn chụp cái khẩu độ nào đó thì nó mềm background phía sau, rồi tôi sẽ để là A ưu tiên, ISO tôi cao hay là gì tôi sẽ cố định luôn và tôi hỏi máy hình tốc độ bao nhiêu bây giờ, tôi hỏi máy hình ở cái chỗ đó đó. Sau máy hình nói với cái điều kiện cho anh ví dụ như 60 đi, tôi phải để qua manual. Giờ anh hỏi em để em nếu em hiểu tại sao để qua manual. Anh hỏi ngược lại em. Tại sao không để luôn chụp luôn mà để menu? Đúng rồi, tại vì khi tôi đo chỗ này thôi. Đúng không? Nếu mà tôi không chuyển qua menu chụp AV tiếp tục mà tôi chụp như thế này nè, nó sẽ tính đầy, tính chỗ tối, tính bài toán cầm trung bình trở lại đúng không? Khi để menu thì sao? Không tính gì được, không mình khóa rồi không cho nó tính nữa. Nó cố định rồi, và chỗ này đo rồi thì nó xong. Ok, tôi làm việc này rất là nhiều năm và tôi thà bảo đảm với bạn đó là chỉ mất tôi chừng 10 tới 15 giây và tôi không thắc mắc gì chuyện đo sáng đó chứ cho chụp rồi. Tôi không đo là chuyện đó. Sau bước 1 tôi đo thậm chí tôi không chụp đừng cái nói, đo luôn khỏi chụp. Có những người là phải chụp lên một tấm rồi nhìn, đúng không? Nếu mà chụp làm quen á, bạn nhá cò cái nó mà không chụp đâu, bạn chuyển qua. Sau rồi bạn mới chụp một tấm. Tấm đầu tôi chụp cái đã. Tấm hai là gì biết không? Tấm hai là white balance. Tại vì tôi nhìn vô đó. Ủa, tại vì mình chụp hình đó bạn, mình không nhớ buổi trước mình chụp cái gì, đúng không? Mà đừng có thắc mắc gì nó cứ chụp đi. Ủa sao màu kia vậy? White balance. Đúng rồi, anh chỉnh white balance tiếp là xong. Ok, sao đừng bận tâm cái đó. Rồi nha, bây giờ anh demo một shot nữa cũng rất là đặc biệt. Ok, thì bây giờ shot này em ngồi giùm anh nha. Ok, thôi để cho anh ngồi xuống. Khoan, để anh tính coi. Ngồi đi. Buông ra.
Ok, bây giờ tôi demo thêm một cái shot về ánh sáng nữa cho bạn coi. Em ngồi quay về phía anh, mặt cái mặt tối về phía anh, ngồi đối diện anh. Anh ngồi gối cho em coi. Em ngồi như thế này. Ok. Ok, bây giờ á, tại sao tôi muốn ngồi mẫu ngồi vậy các bạn? Tại vì tôi muốn lấy cái đường hairline. Ok, bây giờ em mang mặt ở đây. Người mẫu mặc cái bóng tối đúng không? Ok, bạn nhìn này nha. Thấy tóc không? Là hairline. Alright, nhưng mà có lẽ là hairline sẽ không có rõ vì đằng sau nó sáng đúng không? Có lẽ là em phải đứng lên cho anh sửa lại, em ngồi đất nha. Thay vì ngồi cái này, ngồi đất đi. Thì tôi sẽ cho tương phản đúng không? Thôi, chơi 2 key luôn. Thôi, ngồi đi. Nó chơi 2 key luôn, đừng lo. Nó chơi luôn, đừng lo. Chơi luôn. Rồi, muốn làm gì cũng được các bạn. Tại vì mình biết đo sáng là không có sợ gì hết trơn. Ok, bây giờ mặc cái bộ tôi thôi. Nhưng mà tôi có hairline, tôi có này power, tôi có đường viền. Có đường viền, thấy đường viền này không? Những cái đường viền đó không? Bây giờ nếu mà tôi để cho mấy hình làm việc á, thì người mẫu sẽ làm sao? Sẽ đen thui. Bà thấy cái dù sao không? Dưới đây dưới nhà bà sẽ thấy đúng không? Bây giờ nếu mà tôi expose chỗ này, bà thấy không? Giữa hậu cảnh với người mẫu tương phản mạnh hay nhẹ? Mạnh lắm, rất là mạnh. Cho nên tôi phải đo sáng phía trước. Ok, giờ tôi chụp hai máy luôn. Tôi chụp Olympus trước. Tại vì tôi làm chó lẹ. Nó cho tôi 5 khẩu luôn, tôi biết 5 khẩu tôi chơi được. Xong tôi nhìn nó, ê mấy hình, nhìn thử cái mấy hình. Nó tôi nhìn thử nha. Sau đó nhìn thử nó y như rằng tối thui à. Bây giờ chụp tấm, tôi chụp tấm tối thui cho bạn coi nha. Tấm tối thui của tôi nè. Rồi chụp rồi đó. Tấm này dĩ nhiên các bạn không khoái đâu. Tấm này tôi chụp nó chỉ đẹp khi nào mà người mẫu có đường cong đẹp và background là mặt trời lặn thôi. Cứ cần đừng chụp tấm này nha, mà vẫn làm cho bạn coi. Ok, sau bạn sẽ coi, tôi là trắng đen cho bạn coi này nha. Cái tắt đi cầu chút. Nhưng mà hình dung gì xảy ra chưa? Hình dung chưa? Có thể hình dung được rồi. Ok, bạn có nhớ cái hình mà Tinh Tế đăng để mà làm workshop gì rồi, cái hình đầu tiên chụp Huy không? Là chụp kiểu này nè. Hình đầu tiên trắng đen á, phía trên á, là chụp di trang như vậy, là cái cửa lộn xộn ánh sáng, sau đó là tùm lum tà la hết sức, và tôi expo như vậy. Lên không? Nằm lại ha, thôi làm luôn chụp đi. Chụp bản này, chụp bản. Chụp bản gì? Cho nó chụp em bắt chụp. Cho em chụp hả? Anh chỉ có bố cục đây hả? À, anh nhắm. Sao bức vả gì? Không, anh nhìn đây. Ủa, không nhìn đây nữa hả? Remote không, nó remote cái này. Ồ, vất vả quá, công nghệ nhiều quá. Anh muốn chụp. Ôi giờ nhìn đây bố cục đây. Phiền quá. Để cho bạn coi luôn. Rồi anh muốn chụp cái hình đen thui cho anh, chụp đi. Rồi hình đó là kỳ quái đúng không? Đây, nó kỳ quái. Nó kỳ quái đúng không? Mà đâu muốn tấm đó đâu. Là vì tôi đang để là 00. Rồi chụp lại tấm anh. Chứ bên đây coi, Đấy, hình này là hình không nên chụp ha. Quá đẹp ha. Rồi chụp lại nè. Rồi. Bây giờ chụp lại ha. Kể về tôi với EV nè. Lên không? Đây, nó chạy ISO nè. Lên mấy khẩu mà chả thấy lên gì chứ gì? Bấm trên đây nè. Trên đâu, bấm đâu? Bấm trên màn hình này. Ui, nó phức tạp đi. Thôi thì anh chụp PSLR đi. các bạn, vấn đề đó là mirrorless rất là dễ chụp, mà tại vì vấn đề connection thôi. Chứ không phải là vấn đề ở đây. Được không? EV nè. Ok, để lên cho anh. Làm lại nha. Rồi. EV cho anh, cộng vô. Nữa. Nhìn đây nè em. Rồi. Cộng 5 rồi phải không? Cộng 5 là khủng bố luôn đó không? Giờ bố cục lại gần nè, bố cục lại gần. Ok, rồi giờ cộng 4 đi, bớt lại tiếc ha. Rồi tôi biết chụp, giờ em nhìn vô ống kính anh, nhìn đây nè. Nhìn đây Hương, ok. Nhìn đây. Rồi bấm đi, chụp đi.
Ok. Sao cái này gọi là EV nè, tôi cộng quá trời trời luôn các bạn, cộng rất là nhiều. Ủa sao cái hình đó là gì vậy? Hình đó đâu ra vậy? Anh Bảo ơi, chụp máy. Em để đứng máy. Không, em để để máy ngang ngang phẳng. Em để ngang nhưng mà góc, vuông góc. Đây đây. Ồ, phức tạp quá. Phức tạp quá. Rồi. Thôi được rồi, anh thấy là mệt quá. Sao hoa cho nó lẹ. Phức tạp quá. Tôi nghĩ là dễ các bạn. Mới là connection thôi à. Tôi nghĩ là dễ, nó móc vô lộn xộn quá. Anh chụp DSLR cho lẹ. Đây. Chụp DSLR lẹ. Rồi à, giờ tôi làm lại nè, tôi làm 28 nè. Và tôi cầm phô cái hình này. Cái tôi cũng biết là cái gì, tôi mới đo sáng. Và nó nói là mày, nó nói là rất là khủng. Cái nó nói là 40. Mè nhồ. Tôi chụp 30 cho nó hơi dư, 40 thì 40. Ok, rồi tôi mới chụp ha. Ok. Hình này hình màu. Ok, chắc 40 chưa đã, phải lên nữa rồi. Chắc phải lên nữa rồi. Rồi các bạn thấy là tôi expose cái mặt á. Nhưng mà chưa có đã. Sao bây giờ, tại vì dù sao Hương cũng ngồi về phía nguồn sáng đúng không? Đúng không? Là ngồi phía nguồn sáng mà. Đó. Thấy chưa? Ok. Và em có thể em hát lên đó nha, em phải dội xuống cho anh. Rồi Hương nhìn về đây. Rồi. Bạn có hai la shadow đàng hoàng đúng không? Và tôi phải đo lại nè, giờ tôi đo lại nè. Ok. À khoan, anh cứ đo sáng chờ chứ, anh đo sáng cái đã. Sao anh nói tôi bây giờ là 40 chính xác nè nha, tôi chụp nè. Ô chứ tôi để AV. 160. Ok, bây giờ để đo có sáng 160. Sẽ để qua 160. Cái làm lại làm thật này nha, làm thật nè. Nhìn qua đây đúng rồi. Rồi các bạn thấy giờ là tôi expo cái mặt 100% từ reflector mà ra. Ok. Wonderful. Ok ha. Rồi tiếp tục làm vài tấm nữa cho làm tấm cơ cơ làm nữa đi cơ. Nhìn vô kiến anh Hà luôn. Xích giặc thường xích giặc dính em trong đó. Rồi wonderful. À thường thường á, bà coi chụp máu để nha, coi nè. Đây là cái cách của bạn để refactor này nha, hơi xa chút xíu. Khi mà nguồn sáng như thế này, bạn đừng để người mẫu quay mặt đi nguồn sáng và nghiêng tới nguồn sáng. Thôi tôi làm lại nhá. Em nghiêng đầu về phía này. Đúng rồi. Quay qua đây chút xíu. Rồi đúng rồi. Qua đầu qua chút xíu nữa. Qua xíu nữa. Rồi đúng rồi. Sau tôi vẫn chụp bên phía shadow ha. Ok, wonderful. Chắc phải cộng vô một tí quá. Ok. Có cách slide không? Có chắc là xíu. Có chắc xíu. Thôi chụp lại có tóc, có hairline đi. Là có hairline đàng hoàng lên xíu nữa. Là tí xíu nữa, 160 nhanh quá, 125. Cho sao nó hai kia giúp cho nó đẹp. Cúi đầu xuống chút xíu em, cúi đầu xuống. Đúng rồi, ngước lên nhẹ là đúng rồi, that's beautiful. Ok. Ok. Tấm đầu tiên em để nền mạnh lắm mà, sao nó yếu lại vậy? Em để cái đầu rất là mạnh. Để xa hơn chút. Để xa hơn chút hả? Để gần lại đẹp, nó power hơn. Đó thì á, chưa được, làm lại, đó, chưa, rồi, rồi, đẹp nè, đó này mới đẹp nè. Ok, đó, mình sẽ quên wonderful. Cái này hơi thiếu các bạn, hơi thiếu. Ok, nó hơi thiếu cái đó, vậy. Ok ha. Rồi chưa, giờ tôi chỉ, còn bao nhiêu còn giờ không? Còn ok, đó, được rồi, mời em đứng lên, anh nghỉ giải lao được rồi, nằm được cũng lâu rồi. Huy. Ok, nãy giờ tôi làm là Rembrandt là chính. Giờ tôi làm qua một cái ánh sáng nữa, nó gọi là Profile. Ok. Profile là như thế này. Dựng anh đi em. Ok, bây giờ á Huy xuất sắc kìa. Rồi. Cái này gọi là Profile nè các bạn. Hiện giờ là tôi thấy
ở đây mới thấy được ha. Tôi chụp ở đây đó không có thấy, đó có không có thấy là tôi chụp làm demo cho em coi nha, chờ xíu nha. Ok, bây giờ á là tôi chụp như thế này, tôi sẽ chụp cái đường profile này. Cái đường profile này là màu sáng này, nó sẽ đẹp nếu background là màu đen đúng không? Sao cho anh mượn cái này cái. Thôi cái này nhỏ nhỏ nên lớn quá. Rồi vô đi mày. Ok, nó tương phản nè, cái đường này có thể tương phản đúng không? Giờ chỉ cái tiếp là đo sáng. Ok, anh hỏi em đo sáng ở đâu? Căng không? Quá căng ha. Không có căng đâu. Đứng đây đo sáng. Qua đây chụp. Đúng không? So, tôi đo sáng này nha, Huy đứng đó. Ok, tôi sẽ đo phía bên sáng. So, tôi để nó đọc là 100. 100 sẵn rồi. Và tôi qua đây tôi chụp. Ok, lưu lại xíu đi, lưu lại tí thôi. Rồi dừng lại. Ok. Sau đây tấm profile như thế này, bảo chụp profile này chỉ là tấm đầu tiên thôi nhá. Ơi. Sao vấn đề nhiều vậy? Được chưa? Được chưa? Ok, chụp này nha. Cái này tấm profile. À, tôi phải chụp chặt hơn xíu nữa tại vì nó lộ cái sáng cái background lên các bạn. Thấy không? Hãy làm lại đi, làm lại. Cái này là tấm profile nha, tôi làm từ từ các bạn coi từ từ. Ok, phân tích nè. Technical là ok cái đã, nhưng mà tại sao có một xanh tôi chả hiểu, một xanh tôi ra tôi cũng chả hiểu. Mà để nó xảy ra thì tôi phải làm gì giờ? Chắc có nhiệt độ màu thôi. Ok, trắng đen gì tôi không biết tính sao. Bây giờ á là hiện giờ là cái đường profile đã đúng rồi, rất là đẹp rồi. Nhưng mà về bố cục chưa có đẹp, ok tôi sẽ làm thế nào nữa bây giờ. Ok, em xin ra giùm anh cái. Thường thường các bạn nói cho mấy tấm này là tôi muốn nó đẹp á thì tôi phải làm như thế này. Là người bảo đang đứng như thế này. Ok, tôi muốn là tương tự như là hình mình chụp hồi nãy á, chúng ta vẫn có góc rộng, góc hẹp như thường. Rồi nếu mà Huy quay người như thế này nè, vén màn này lên cho Tuấn Anh, cho nhiều ánh sáng, tại vì profile không cần cái đó, profile mình hướng ánh sáng cho nhiều chút xíu. Rồi được rồi, ok. Thì bây giờ nếu mà tôi quay như thế này nè, thì cái nguồn sáng vô đây đúng không? Nhưng mà về mặt bố cục tôi phải nói Huy là vai thấp, vai cao, dynamic, thấp, vai cao. So, về mặt pose bạn thấy đâu có thoải mái đâu. Mà về mặt bố cục thì sao? That's okay, that's beautiful. So, với điều kiện mà phải cho người mẫu chụp một tấm cho họ xem, xong rồi nói chụp cho họ, Huy họ coi, chụp cho họ xem, thì đã được vậy. So, tấm nhất là làm như thế này, ok? Và tôi nói Huy nhìn như thế này. Nhìn như thế này, bây giờ tôi chồng trắng đây đúng không? Tôi nói là liếc mắt qua anh đây, để chồng đen gần cũng kiếm lại. Ok, so làm lại nhé. So, Huy quay qua đúng rồi, quay cái body qua đúng rồi. Em muốn em đứng cái này nè, đứng cái này nè. Rồi em chườm tới. Vai này thấp, vai này cao ha. Sát vào trong chiếc. Rồi được rồi. Ok. Relax cái vai xuống, thấp xuống. Rồi được rồi. Ok. Ok, tôi có cái vai là ánh sáng rộng nè. Ok. Sao tôi chụp? Cái phải over xíu nữa mà mới có 100 mà xuống tí nữa đi. 60 làm lại thôi, làm lại đi. Cho nó hơi tối, quay mặt ra ngoài tí thôi. Rồi được rồi. Ok được rồi. Tấm sau á. Ok. Lấy cái vai không? Ok, giờ tương tự vậy nha, mà tôi làm ngược lại. Tôi muốn góc hẹp. Góc hẹp thì giờ Huy anh chỉ cho. Huy là anh biết làm không? Vai này thấp, vai này cao. Ok. Rồi mặt quay qua đây ha. Và bây giờ vì góc hẹp nó shadow rất là nhiều các bạn, nhiều lắm. Cho nên có nhiều khả năng là nó sẽ khó có cái tương phản, có cái điểm nhấn trong cái hình của tôi. So ở đây các bạn nào có kính mát không? Cho anh một kính mát của em.
thời trang chút đeo cho mình cái coi. Wonderful. Tới nữa. Rồi dừng lại. Bạn coi nha, nếu mà tôi muốn cố cục đẹp á, tôi sẽ nghiêng máy theo chiều ngược lại, nghiêng chiều này đúng không? Tôi nghiêng chiều ngược lại, ngược kia đồng hồ. Ok. Được rồi. Ok. Bạn thấy là góc hẹp cái lỗ tai có thấy không? Tôi phải giấu vô. Bây giờ nếu mà khuya phía trước là thấy lỗ tai cho bạn coi. Ok, rồi được rồi, anh mời mẫu nữ. Ok, profile cũng chụp cho mẫu nữ được. Khi nào bạn chụp profile, cái người nữ phải có đường profile đẹp. Người nam, người nữ gì cũng vậy hết. Cái đường là đường profile này các bạn. Làm gì thay đồ à? Rồi câu hỏi. Câu hỏi gì không? Anh cho em hỏi là có nhiều bạn mắc hiếp. Thì mắt thì rất là nhỏ, và khi chụp sẽ không khó thấy cái slide, và mắt thì không thấy cái hồn. Ok, mắt nhỏ thì bắt kịp mở mắt to lên. Nhưng mà quán mở mắt to thì rất là được. Ok, cái vấn đề đó các bạn, vấn đề đó thuộc về vấn đề cá tính, identity. Cá tính á, cá tính không phải cá tính. Đó là cái nhận diện của mỗi người nó như vậy rồi. Ok, thành thử là cách anh chụp á, thường thường là anh muốn người mẫu mắt to, kể cả mắt to sẵn. Ok, thành thử ra thường tôi làm như thế này. Tôi nói là cái góc máy của tôi, người nào mà tôi muốn người mắt to, tôi làm như thế này. Ví dụ như giờ anh chụp bạn này đi, mà anh muốn bạn này mắt to mà to sẵn rồi. Ví dụ vậy, cúi đầu xuống như thế nào. Không, cúi xuống. Rồi ngước mắt nhẹ lên, ok, là chụp góc như thế này. Em chụp cái góc máy mà hơn đỉnh lỗ mũi tí xíu này nè. Vấn đề về bố cục góc máy đó các bạn, perspective, cái gì mà nó gần thì nó sẽ to. Thành thử là khi tôi chụp muốn mắt to, tôi chụp như thế này nha, tôi không có chụp vậy đâu. Tôi chụp như thế này, hơi như thế này, sau mắt nó sẽ gần lại, to ra. Ok, và chưa kể là bạn khi bạn cúi xuống mà phải ngước đúng không? Tôi kêu ngước lên như thế này nè. Là thay vì bạn nói mắt em nhỏ quá, nhướng anh đi. Nói vậy là rất là bất lịch sự đúng không? Tôi sẽ nói là cầm xuống nhẹ cái, ngước mắt nhẹ lên. Ngước đó là sao? Hoặc là bạn nói như là nhìn vô ống kính của tôi. Nhìn vô ống kính, khi nhìn vô ống kính bạn làm gì? Bạn di chuyển vô ống kính cho một cái điểm có lợi mà mắt họ phải nhìn vô. Có phải là họ ngước không? Ví dụ bây giờ, đừng bao giờ gặp rất là nhiều nha. Ví dụ chụp bạn này, em ngồi để cái đầu yên vậy nha, chỉ có mắt thôi nha. Nhìn xuống em để cái đầu đi, nhìn, mắt nhỏ đấy chưa? Đâu có gì, cái đầu đi nguyên mà. Bây giờ muốn mắt to không? Dễ lắm. Nè, to nè. Thấy chưa? Nhỏ nè. Ok, lại như vậy. So, cái cách đó là em làm maximize, là tối đa nhất có thể được. Là khi em muốn mắt to thì cái góc chụp của mình á. Góc chụp trong headshot đó bạn. Thường thường cái mặt chụp chân dung á, là cái đỉnh lỗ mũi, chỉ mặt em nha. Cái đỉnh lỗ mũi á, là đúng cái diện mạo người ta. Nhưng mà nè, vì một lý do đặc biệt như em vừa nói mắt to đó, thì em phải dịch cái điểm đó lên một cái điểm có lợi hơn. Hay là cái bạn này chán rộng quá, em nói tôi có người chán rộng, nhiều cái đặc biệt tôi chả hiểu. Anh xuống máy như thế này thì sao? Chán sẽ nhỏ lại. Nhưng em lưu ý anh lên máy thấy cao thấp như thế này. Còn nếu em chúi máy là vấn đề khác nữa. Em chúi máy làm sao? Nó sẽ bự ra, nó sẽ distortion á. Em chúi lên thì sao? Nó sẽ nở ra. Thành thử ra em muốn thay đổi cái to nhỏ chiều này thôi thì em làm vậy nè. Còn nếu em muốn nó bự á, thì em phải chúi vậy, nó distort ra, nó bự ra nữa. Sao chỉ cách đó thôi. Ok, so wonderful. Người mẫu ngồi sẵn có sẵn vậy rồi. Mà coi nha, tôi thấy nè. Hair là đầy đủ không? Mà cái vấn đề bây giờ là gì? Vấn đề bây giờ là bà thấy dưới mẫu có này không? Có này không? Là nó hát dưới này nè, sao bạn phải chận nó. Rồi bạn lại feel nó ha. Nhưng mình đang làm về hairline cái đã. Rồi qua đây tôi chỉ bạn là profile chứ quên, làm profile cái đã. Ok, em ơi. Chụp profile cho mẫu nữ, các bạn có rất thích chụp cái shot này. Thường thường á, anh hỏi em cái này. Em chả ngồi giữa hả? Bình thường á. Tự nhiên luôn. Ok, vậy tốt.
Khi bạn chụp profile cho mẫu nữ đó, ví dụ vì lý do gì đó họ có khuynh hướng họ rẽ ngôi phải đó, thì bạn bắt họ là hất bên trái, tóc nó sẽ bồng lên, nó sẽ là background cho cái profile. Ok, và ngược lại. Còn cô này thì người mẫu này thì đã dậy rồi thì cũng quá dễ. Giờ em quay qua đây, anh muốn em quay qua đây, này. Đối diện anh Hà. Rồi anh muốn em hất tóc qua bên này hết. À bên này hết. Và anh, đó đúng rồi, tuyệt vời. Ok, rồi. Rồi bây giờ bạn nhìn, em muốn em ngã tới xíu nữa. Bây giờ nhìn gương. Rồi, bây giờ tôi không có chụp cái hình này, nhưng cái hình cuối cùng tôi chỉ chụp demo để tôi muốn nói gì tôi nói chỉ với các bạn cái dễ thấy nha. Anh chụp đại một tấm demo, em nhìn ra cho anh nè. Nhìn đại đi, nhìn đại, không quan trọng. Tôi chụp một tấm để tôi phân tích cho nó dễ hiểu nè. Ok, xong. Ok, tại sao tôi muốn cái này các bạn? À, tôi đang dùng một cái hiệu ứng trong nhiếp ảnh, tôi rất là thích. Nó gọi là chiaroscuro effect, tiếng Ý. Chiaroscuro có nghĩa rằng là sự luân chuyển giữa highlight và shadow. Tôi chụp cái hình này bạn coi này nha. Đây sẽ là shadow nè. Đây sẽ là highlight nè. Đây sẽ là shadow nếu mà tôi biết cách pose người mẫu nè. Và đây sẽ là highlight nè. Đây sẽ là shadow trở lại nè. Đúng không? Chiaroscuro effect là như vậy. Bây giờ để làm được chuyện đó tôi phải điều khiển người mẫu. Sao bây giờ nếu mà muốn được cái đó em muốn anh cái chỗ này đen đen cái mái tóc biết trong người mẫu á. Mà muốn thấy đó đó, mà phải là người mẫu phải là ngã xuống. Tóc họ dài, họ bông vô đây nè. Xong em mới hất nhiều cho anh. Đúng rồi, quay qua đây. Đó, một quá trời, thấy không? Này quá trời nè. À, tôi cần cái đó. Rồi. Em đứng sát ra bên kia. Rồi, quay qua phía này cho anh nè. Đó, cúi đầu xuống. That's wonderful. Shadow, highlight, shadow, highlight, shadow. Ok. Bây giờ chỉ có mắt thôi. Tôi thấy trong trắng người mẫu đúng không? Giữ nguyên rất đẹp. Mắt để đây. Nhiều quá. Đây. Rồi quá đẹp. Ok. Giờ em chịu khó cực khổ xíu nữa nha. Anh muốn đài nam mấy cái xíu nữa. Anh muốn cái tay này em để chống anh neo. Để anh chi. Và thấp xuống. Hó nó đừng có khuỳnh lên. Anh muốn nó dài mà. Anh muốn nó dài. Sau em khuỳnh nhẹ nhẹ. Relax nhẹ nhẹ xuống. Rồi được rồi. Cái thôi cái vai đúng không? Quay mặt qua đây nữa. Rồi wonderful. Rồi giữ nguyên mắt. Cường. Rồi wonderful. Ok, tôi chưa biết exposure tôi sao, tôi chưa có đo lại, thôi thử tấm coi nó làm sao. Bây giờ tôi bố cục này nha. Ủa sao trắng đen à? Thì trắng đen là tao không biết. Ok, nhưng mà tấm này under exposure, nhưng mà đạt hiệu quả rồi đó. Vấn đề exposure chưa đúng rồi. Sau tôi nói, lên nữa đi. Cho sáng một chút, nó sẽ làm lại lên một stop. Quay lại em, quay lại xíu qua tí. Rồi, cúi đầu xuống nhẹ cho tóc. Đúng rồi, wonderful. Cái ống kính tôi các bạn, hiện giờ đang chỉa về nguồn sáng nó bị miss, nó bị một cái flare các bạn. Nó bị flare đó, là tôi đang chỉa về nguồn sáng nè. Phía dưới này nè. Sao tôi phải có cái gì block phía dưới này. Nhìn nó block nó chạy bên trên. Rồi, đúng rồi, thank you. Tới chưa? Thử nha. Vô không Cường? Rồi, wonderful. Nó vẫn còn flare. Nó bị flare. So, bạn phải che chắn có hút rồi, hay là thậm chí tôi không có khăn gian. Nếu tôi không gian, sao tôi đang chụp là 100 mà. Nếu mà tôi lưu ra bao nhiêu đó, bạn nhìn từ sáng không gian, nhìn kìa. Đó, là nó vô kiến tôi đó. Tôi phải đủ xa để ra thoát khỏi cái chỗ đó luôn. Hoặc là tôi chụp trên đây xuống nè. Ánh sáng phía dưới này mà, tôi trên đây xuống thì nó sẽ không có bị. Sau cái chuyện frame bạn chấp nhận đi nha. Cái đó vẫn là technical. Và tôi hướng dẫn bạn chụp cái profile thôi. Còn những vấn đề chúng ta phải có tùy thuộc vô cái không gian của nó. Hoặc là tôi sẽ gấp lại là bây giờ tôi xóa người mẫu là tôi sẽ chụp phía bên này. Nó hơi cực chút các bạn, hơi cực chút. Ví dụ bây giờ làm ngược lại ha. Là bây giờ tôi sẽ chụp, khoan. Em phải nhìn ra ngoài đường. Thế là vừa gõ quá đó. Nhìn ra ngoài, nhìn. Rồi. Shadow bên này. Hất tóc. Ôi, hất tóc bên này không được qua đây. Hơi mệt chút. Đúng rồi, hất tóc bên này. Rồi em lưu ra bên kia. Đó, quá đẹp.
quay ra ngoài. Kể giờ tôi ông kiến tôi vô bóng mát rồi, tôi không có bị flare nữa. Và bây giờ cho anh Hà cái background đen rồi xoay vô trong nữa, rồi wonderful, cúi đầu xuống Hương nữa, ý chàng hồi nãy thôi, rồi mắt nhìn đó đúng rồi, wonderful, lên chút xíu thêm, lên xíu, lên tí, rồi gần các bạn, rồi cúi đầu nhẹ xuống, rồi wonderful, mắt nhìn liếc qua bên phía này tí thôi, phía này đừng nhìn vô ống kiến, nhìn ra ngoài mà nhìn về phía này. Ok, tôi chưa có đo sáng nha các bạn, chụp đại chưa có đo sáng nha. Ok, bây giờ nó sẽ hơi bị dư, tại vì đây nó sẽ sáng bên kia đúng không, ánh sáng này mạnh hơn đúng không, đúng không? Sao tôi làm lại nha, tôi đang 30 đúng không, tôi lên nó 80, 60 gì đó, làm lại. Quá đẹp. Ok, đúng không? Highlight shadow, highlight shadow, highlight shadow là vậy, cái là vậy. Ok rồi, cảm ơn em. Ok là được rồi, nghỉ giải lao được rồi. Ok ha, thì sự thật là việc có điều kiện nó hơi khó khăn các bạn. Rất là khó khăn về cái khung cảnh đi. Cửa sổ tôi phải trắng sáng nó hơi mệt nhọc một chút. Được chưa? Kể câu hỏi gì nữa không? Tôi làm một tấm nữa, hai người mẫu nam mẫu nữ luôn. Ok ha, rồi bây giờ tôi làm một tấm mẫu nam mẫu nữ luôn nè. Mình xài một cửa sổ thôi cường. Rồi cho anh mời hai người mẫu đó luôn. Mẫu nữ, ok, rồi. Bây giờ tôi chụp một tấm một người profile, một người Rembrandt cùng lúc luôn. Tôi sẽ đắp trước nè. Đầu tiên á, tôi xách mẫu nam trước ha. Huy đứng đây nè, Huy quay đứng đối diện anh Hà. Sau tôi nhìn Huy á, tôi nhìn Rembrandt lighting trước cái đã. Sao em có thể làm giống anh Hà làm vậy nè. Ấy gì gỗ, lui ra, lui nữa, rồi dừng lại đó. Là tôi có một người quay anh ơi quá đẹp. Ok, giờ tới mẫu nữ đây. Mẫu nữ tôi muốn có đường profile. Sao em muốn anh đứng, em đứng tương tự, đứng ngay chỗ này thôi. Nhìn ra ngoài, nhìn hứa, nhìn hy vọng chút xíu, nhìn happy, ok. Và anh muốn cái tóc em cũng giống như Trang hồi nãy luôn. Đấy. Sau bây giờ theo ý bạn là khẩu độ bao nhiêu để lấy cả hai người, hoặc lấy một trong hai người cũng hay. So tôi sẽ lấy một trong hai người. Và tôi nghĩ cho mẫu nữ trước, cho anh kia làm background, nói vậy anh hơi buồn. So Hương ngã tới xíu Hương. Rồi em cúi đầu xuống cái tóc em lên nữa. Rồi được rồi. Ok, tôi sẽ đo sáng một người quá đẹp. Ít chả này lui xa quá. Có chừng dây em tới không? Ta cố gắng nha, cố gắng. Hơi vất vả. Ok, tôi khoan đo sáng cho bạn chụp thử một tấm nha. Hương ơi cúi đầu xuống phía em. Rồi cho đường tóc lên rất là đẹp. Ok, tôi khoan đo sáng để chụp trước một tấm demo cái gì cái đã, rồi tôi làm thiệt nha. Rồi. Thôi chuyển qua màu đi. Làm lại. Cúi đầu xuống tí xíu hơn. Ok, cái nhìn cái tay anh nè, cái đầu phía trước tí xíu. Đúng rồi. Rồi. Em cái đầu Huy ở phía sau một chút rồi. Huy nhìn người đẹp chứ đừng có nhìn đi đâu hết. Sao như vậy, em nhìn ngược đẹp quá chừng em bị liếc á, sao cái đầu ngoài tí thôi. Rồi dừng lại cho đó. That's wonderful. Sau tôi chụp Huy tấm trước nha, tôi chụp Hương tấm sau, hai tấm cùng lúc luôn. Chết cha, Huy cháy sáng rồi. Tấm này over expose, tôi làm lại nha các bạn, tôi over rồi đó. Tôi lên xíu nữa đi, tôi làm lại 125 đi. Cái làm lại nha, làm lại hai tấm nữa nha. Huy trước nè, tới người mẫu nữ nè. Ok, Huy cũng over. Ok, cái ý tưởng thì được rồi, cái chuyện đó không quan trọng, cái chuyện đó mình hiểu về exposure, mình làm tới một hai nhát là xong thôi. Nhưng mà expose là như vậy. Ok, nếu mà muốn posing couple qua đây, anh dẫn chung với nhau. Bên này đẹp hơn đúng không? Qua đứng bên đây. Ok,
khi mà tôi tạo dáng cho mẫu nam mẫu nữ cùng lúc đó bạn, nguyên tắc chung là tôi tạo dáng cho một người trước và người kia sẽ xây dựng người còn lại. Ok, thường thường là như bạn đừng bao giờ cho hai người vô chụp, khó lắm. Sở dụ tấm này là tấm của ông chồng đi, xin lỗi, theo kẻ chồng vợ. Kẻ chồng vợ hơi kỳ. Sao anh muốn em ngồi ngược? Tại vì sao tôi muốn người mẫu ngồi thế này và pô như thế này, ok, nam tính vậy đó. Anh cố gắng, anh cố gắng. Ờ, để anh cố gắng. Sao em ra sau lưng của Huy. Ok, anh muốn em, giả dụ như là ông xã em ha, xích ra chị cho. Anh chạm cho người em nha. Ok, anh muốn em làm như thế này ra phía trước. Anh muốn em để thế này, ok, thế này. Anh nghĩ bên này đi, bên này có ánh sáng nhiều hơn. Ok, qua bên này. Bây giờ khi bạn bấm tấm này mà phải lưu ý chuyện sau đây. Cái kích thước của hai người nó không có giống nhau. Alright, tùy theo cái người nam người nữ, cái đầu to đầu nhỏ ra sao. Rồi bạn nhờ cái shot này bạn adjust hai cái đầu gần bằng nhau nó mới đẹp được. Ok, sau bây giờ tôi nhìn em lên chút, em phải lên chút. Rồi nó vừa vừa vàng rồi đó. Ok, nhưng mà nguồn sáng vẫn là bên này, cho nên anh muốn hai người nhìn ra chụp hai tấm profile app cái mặt ở đây. Đó, đúng rồi, nhìn ra ngoài hết. Ok, nhưng mà hai em mắt đây nè. Mắt. Rồi, đúng rồi. Ok, Hương pô rất là đúng cái tay, nhìn nó mềm mại. Cái này tôi muốn nó để là thế này, gọn gàng như này. Ok, pô sinh mẫu nam vậy, rất là nam tính. That's wonderful. Ok, và tôi chỉ có bấm máy thôi. Hồi nãy là khẩu máy, tôi xuống cái lên 100, lên cái nữa cho 200 đi. Ok, chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, hai em nhìn vô ống kính anh Hà luôn, hai em nhìn vô ống kính. Huy hơi liếc quay đầu xíu Huy. Rồi, wonderful. Ok. Ok, em hơi hất tóc thôi được, làm sao rồi, để anh sửa sau. Ok. Khá vậy. Sự tôi rất là bận tâm tới cái chuyện mà hai người, cái đầu to nhỏ vô cái hình sau tôi thấy. Bạn nên chụp hình cho người mẫu xem. Bạn nói em, anh thấy cái đầu em nó hơi nhỏ vì vấn đề xa gần á, sao em có thể chờ mình xíu được nữa không? Ví dụ vậy, tôi nói người mẫu như vậy ha. Sao làm lại nha Hương, anh muốn em lên phía trước nhiều hơn, tại vì em bị xa, bị nhỏ đó. So lần này á, lần này mình romantic, cái xíu em choàng qua người mẫu. There you go. Ok, mà lần này á thì anh muốn, đúng rồi, đẹp đó. Bây giờ nha, bây giờ tôi sẽ chụp một tấm theo ý của người mẫu nữ nha, nhưng mà tôi sẽ phân tích là không nên là em quay qua đi xíu thôi. Hất tóc qua phía ngược lại đi Hương, tại vì ánh sáng bên này rồi em. Rồi, được rồi. Ok, giờ chụp bạn coi này nha. Qua đầu qua xíu Hương đó. Rồi, được rồi. Nhìn vô kia nè Hương. Thôi cũng đẹp rồi. Không làm, không bị gì hết. Cũng ok rồi, không sao. Ok. Em muốn đầu em nha, bự nữa không? To nữa không? Nửa thời gần nữa. Ừ, lên nữa. Lên nữa. Thì lên nữa thôi. Người chồm lên. Chồm lên. Tại vì càng phía sau đầu càng nhỏ các bạn. Đúng rồi. Kế tóc hất bên kia đi Hương, tại vì ánh sáng bên này nó đụng tóc em, đổ bóng lên mặt em. À quên. Đúng rồi. À, nhìn nữa. Nhắm mắt lại. Không, em mở mắt, chàng trai nhắm mắt lại. Tôi hơi over, các bạn kịp phải nhanh hơn xíu nữa. Tôi hơi over. Cái đại khái vậy. Tức là khi tôi chụp các bạn là một cái couple á, thường thường tôi xây dựng một người nam trước hay một người nữ trước, và người kia sẽ build chung quanh người đó. Ok, tôi luôn làm như vậy. Ok ha. Rồi, okay. Câu hỏi gì nữa không? Tới giờ chưa? Tới giờ lâu. Giờ chết cha, ông nói là sẽ chạy luôn bây giờ. Ok ha. Sáng ngày hôm nay là hả? Có câu hỏi không? Ố còn quà hả? Để người khác được. Đó rồi. Mời em. Rồi mời em. Nãy giờ có để ý cái hình anh chụp từ đầu tới giờ luôn á, thì em thấy là cái độ cao của anh nó có thay đổi á. Ừ. Thì trong cái nhiếp ảnh chia sẻ nãy giờ thì có cái tiếp nào hay là cái technique nào để chỉnh cái độ cao? Hồi nãy giờ anh có đổi độ cao không? Có không? 5.000, 5.000 vậy đó, chả biết. Rồi, được rồi, anh cũng trả lời được thôi.
À, thường thường các bạn tôi chụp và tôi không có chỉnh tôi không có chỉnh auto white balance. Rất ít khi tôi chỉ chụp street light tôi chỉnh, bây giờ tôi không có chỉnh. À, vì tôi chụp thương mại phần lớn là tôi chụp người. Ok, phần lớn. Và bạn biết là trong cái ảnh thương mại ngoài trừ thời trang ra, ta hay chơi tông màu kia. Thì chúng ta muốn cho cái tông hình nó màu gì? Ấm hay lạnh? Ấm đúng không? Tại vì da người sẽ sao? Sẽ khỏe mạnh, hồng hào. Chưa kể cái màu ấm đó bạn, nó tượng trưng nó dồi dào sinh lực, nó hạnh phúc, nó có năng lượng. Cho nên tôi dùng nhiệt độ màu đầu tiên á là tôi set, thường thường tôi set là đâu đó từ 5.200 đến 5.500. Khởi điểm cái đã. Ok. Tại vì nó tùy thuộc vô cái điều kiện ánh sáng mỗi khi tôi chụp. Tôi là cái người chụp hình không bao giờ mà tôi set máy theo một cái thứ tự nào đó. Tôi chụp và tôi sẽ căn cứ với cảm nhận của tôi, cái hình này chưa có đủ ấm. Ví dụ như hiện giờ đây là ánh sáng trắng nhiều nè. So có nhiều khả năng là 5.200 nó ok đó. Nhưng mà có chừng hồi nữa 3 giờ chiều, 4 giờ chiều em ra thì nắng vàng nó xuống, nó cộng như nữa là cái khác. Lúc đó anh làm gì? Nhiệt độ ca đi xuống. Và thường thường tôi làm nhiếp ảnh, tôi cũng làm một chuyện nữa các bạn. Có một máy hình. Thôi hết cần rồi, này hết cần rồi. Tôi lấy giúp cái dây hết cần rồi. Ok, tôi đề nghị các bạn về máy hình nào cũng có. Máy hình nào cũng có. Bạn nên mà nên sử dụng cái này cho tôi. Balance shift á, thì bây giờ tôi đang ở chính giữa nè. Bây giờ nếu mà tôi dặn qua phía này nè, mà tức là magenta là gì? Hồng. Red là đỏ đúng không? Skin tone đi về phía này. Tại sao tôi để xanh lá cây ra xa? Nếu mà tôi chụp trong tao đèn hay là sở thú lúc 12 giờ trưa, nắng đổ cái này dội ra vậy nè, thì tôi phải làm cái gì? Tôi phải lấy xanh lá cây đi cho nó nhẹ lại đúng không? Mà gián tiếp lấy xanh lá cây đi, gián tiếp lấy đi là cái gì vô? Gián tiếp xanh lá cây ra là cái gì vô? Magenta. Tại vì nè, RGB, RG là G là green, CM, Y, CM, M là magenta. Nó ngược lại vậy nè. So lấy này được cái kia, lấy này được cái kia. Bây giờ tôi hỏi bạn á, bây giờ anh mời em, anh là người mẫu cho anh, đứng đây. Anh mời em. Ừ. Ok. Bây giờ bạn nhìn bạn này có skin tone rất là trắng đúng không? Sáng đúng không? Mắt của mình nhìn, mắt mình nè. Bạn thấy bạn này có hồng hào không? Hiện giờ. Không. Nó là da màu trắng. Là vì bây giờ là giờ ánh sáng trắng từ 10 giờ tới 12 giờ trưa ánh sáng rất là nhiều. Thành thử ra mình nhìn nhau thì ok, em đẹp trai, không có gì sao, không có gì hết á. Ok. Nhưng mà lên một cái hình nó không có được hồng hào. Sao tôi phải xử lý cái hình này. Sao bây giờ tôi nhìn vô, tôi nói máy mình bây giờ là cái gì, 5.200 đi. Rồi tôi sẽ tính sau. Thôi tôi làm luôn cho rồi đi. Anh coi anh làm ha. Tôi sẽ chỉnh qua tí xíu về hồng magenta. Ok. Và tôi làm tấm demo cho lẹ. Nên tôi để luôn AV cho một con tấm. Tôi chả bận tâm lắm. Sau em quay qua cho anh nhìn những cái này. Ok. Bây giờ tôi điều khiển một người thường cho bạn coi. Bây giờ điều người thường ha. Em thường không? Ok. Giờ tôi muốn điều khiển người thường. Ok. Mà tôi muốn nhìn ra ngoài. Mà tôi thấy vì giờ hết giờ rồi nên tôi làm biến nhìn ra ngoài. Tôi làm biến một chút. Sau tôi đề nghị làm như thế này. Anh tên gì? Hả? Ờ Bảo. Bảo hả? Ok. Bảo đối diện anh Hà. Đối diện. Ok. Anh muốn em giữ nguyên như vậy. Anh muốn em quay qua mặt, may mặt ở đây. Cái nhìn ngón tay anh Hà nha, qua chút. Anh muốn em ngã tới chút xíu. Sao rồi, vô bụng biết không? Vô bụng kìa. Ok. Anh muốn em làm giống anh Hà nè. Đó, khoanh bỏ túi, em có túi không? Để chờ thử coi. Ok, anh chỉ chụp phía trên này thôi. That's wonderful. Ok, anh muốn cái vai này thấp nhẹ tí thôi. Mà nó nở ra rồi, khuỳnh lên. Khuỳnh vai, đừng sợ, khuỳnh mạnh đừng sợ rồi. Số, nhìn tuyệt vời nha. Anh chỉ mặc em nha. Rembrandt nè, tam giác á. Sau đó sáng tính sau nha, chị làm liền tấm, làm luôn tấm. Mắt ngay đây, có catch line rồi, wonderful. Mặt em hồng không? Dạ. Đâu giống ngoài đời đâu. Đúng không? Là vì ánh sáng trắng mà. Right. Sao bạn thấy, nhưng mà bây giờ anh chỉ với em cái này. Em bạn thấy bên này của em đúng không? Anh muốn em quay qua tí xíu làm lại cho nó. Cái đầu quan tí thôi. Rồi, dấu rồi đó. Hết thấy phần bên kia. Rồi nó chụp lại nè.
Ok, thank you. Anh Khá vậy, các bạn thấy giờ cái vai ra phía trước mình nó khuỳnh lên, tôi giấu phần bên kia đi, đúng không? Anh Khá vậy. Sao cái da mặt nhìn có giống nhau không? Nhìn thử coi, giống nhau không? Hồng hào hơn đúng không? Hồng hào hơn. Nó hồng hào hơn phải không? Ok, giờ anh mời em làm một gói. Cái đó mới là challenge. Thử mà thiệt mà. Cái đó là thử thách. Chứ bây giờ mà tôi cứ để cho giúp người mẫu này mỗi kia bạn nó sẽ dễ mà. Ok, bây giờ bạn coi người mẫu này nha. Bây giờ bạn này, bây giờ tôi hỏi bạn nè, đoán thôi, skin tone là da mặt, độ sáng thôi nha, đừng nói màu sắc, độ sáng thôi. Giữa cái áo anh này mặc với cái này, ai sáng hơn? Cái áo. So bây giờ bạn expose chỗ nào? Tùy theo mức độ quan trọng. Ví dụ như giúp cô dâu cái đồ cưới áo trắng rất là quan trọng, đúng không? Thôi chúng ta không thể nào cho cái áo trắng nó cháy được. Trong trường hợp đó tôi sẽ chụp cô dâu, nhưng mà tôi sẽ chụp 3/4, chụp rộng ra, tôi sẽ bố cục làm sao mà cái áo nó ưu thế chút xíu. Thành thử ra tôi phải expose cái áo. Nhưng mà bây giờ tôi chụp chân dung mà tôi quần cái áo, đúng không? Trong trường hợp của em thì anh sẽ chụp em chứ không chụp cái áo. Sau anh sẽ biết là nó hơi dư dần rồi. Anh không cần biết, anh expose phải đúng cái mặt cái đó. Sau bây giờ bạn này tương tự như vậy, là bạn này bạn thấy là bụng không? Phải giấu đi. Ok. Sau tôi nhìn đối diện anh Hà nè. Qua. Nữa. Rồi hết rồi. Ok. Nữa đi. Rồi em muốn em ngã tới chút. Rồi quay mặt qua đây. Bây giờ quay mặt qua đây chưa đủ vì tôi còn thấy cái này đúng không? Sau quay mặt qua nữa. Nữa. Đó, dynamic nè, 1 nè. Nhìn đây là 2 nè. Cái đầu quay qua nữa, cái đầu qua nữa. Mắt qua đây là 3. Zigzag á. Sau cái vai chéo đúng không? Chéo thì không cần biết đủ, không cần biết gì của mình, đừng lo. Sau bây giờ tôi với bố cục này nha. Bây giờ tôi với it's wonderful. Ok, anh mới hơi nghiêng đầu tí. Nhìn tay anh Hà nè. Nữa. Rồi được rồi. Lên chút. Rồi tôi mới cắt slide nhiều chút xíu. À, em hơi bị liếc. Sau qua đầu đi tí. Nữa. Cái đầu qua. Rồi mắt nhìn đây. Rồi wonderful. Rồi quá đẹp. Ok, mấy cái áo nó dư không? Yeah. Anh phải chịu thôi, tại vì expose cái mặt của em mà. Yeah. Anh phải chịu cái đó thôi, nhưng mà cái chân dung là vậy. Ok ha. Sau đại khái là vậy. Ok ha. Rồi, tổng kết nha. Tổng kết là chân dung là make a picture, các bạn phải thực hiện một cái hình. À, đây chỉ là một cái bài mẫu thôi, trên thực tế là bạn làm cái gì cũng vậy. Sau này về fashion, về ảnh cưới, cái gì bạn cứ đi thôi. Bạn phải là chuyên gia về ánh sáng. Đối với ánh sáng không có khó các bạn, ánh sáng chẳng qua là cường độ ánh sáng, chất lượng ánh sáng, hướng sáng, tương phản, nhiệt độ màu. Ok, bạn chụp cái gì là posing. Đừng có bao giờ posing, đi tìm sách posing nữa. Posing nó phụ thuộc vào ánh sáng, phụ thuộc do tiêu cự bạn sử dụng, góc máy, mà chụp góc máy cao thấp cỡ nào, ánh sáng để đâu. Thì bạn phải tính ra cái chuyện đó. Ok, đừng có bao giờ. Người nam là đường gãy khúc nhiều và vai mạnh khỏe. Bàn tay nhớ là phô cái lưng bàn tay. Ok, mẫu nữ nhớ đường cong, phô cái cạnh bàn tay nhiều vô. Ok, curve cái vai. Mà muốn điều khiển cái vai đây rất là dễ. Vai thấp vai cao tới thế này. Ok, họ cảm thấy họ đứng hơi kỳ kỳ, cứ chụp cho họ tấm rồi cho họ xem hình. Ok, đo sáng thì bạn đo vô chỗ sáng. Ok, rồi lấy nét mắt gần. Và cái cuối cùng mình không ít có dịp nói lắm, tại vì lớp học chúng ta thường chúng ta không có dịp. Thường tôi tạo ra một cái môi trường làm việc đó là vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng. Và tôi, nó là một cái quá trình các bạn, chứ không phải là tự nhiên như làm liền được đâu. Tôi phải nói chuyện liên kết với model, nói chuyện it's wonderful, I'm posing như thế này, này, cái họ happy. Tôi được cái cảm xúc. Ok, bạn được ba cái kia, bạn không có cái phần cuối cùng, bạn không có thần hồn, bạn không có được gì hết. Ok, và tôi nói chung là tôi cố gắng hết sức mình chỉ phép như vậy thôi. Sao không biết có được, không biết có hài lòng với bạn không? Rồi, còn lại thì nếu chúng ta có thời giờ, tôi đề nghị các bạn cứ việc take câu hỏi. Ok, tôi làm workshop như vậy cũng từ cái tinh thần đó, là vì tôi có mấy lớp nhiếp ảnh của chính tôi dạy ngay tại nhà. Ok, số bạn nào thích thì liên lạc Tuấn Anh, hay là anh Tuấn thì cũng biết. Còn nếu không mà lên trên haphoto.net. Ok, haphoto chữ F-O, chứ không phải là chữ PH phở đâu nha. Tôi có ăn phở nhưng mà không có hà phở tô đâu.
photo. Ok, và nói chung là cảm ơn các bạn. Trừ khi các bạn có câu hỏi gì nữa thì thôi. Yeah. Khi mà mình chụp couple á, vấn đề mà lấy nét hai mẫu thường chị ấy bị ao nét một mẫu. Yes. Như anh nói hồi nãy là thường thường tôi xây dựng một nhân vật chính, một nhân vật phụ, và tôi sẽ lighting nhân vật chính. Trừ khi những cái shot nào chụp cả hai người thì tôi phải cẩn thận cái depth of field của tôi, là em phải hiểu depth of field về khẩu, về đồ ảnh trường á. 5-6-4 là đừng chụp 2-8, đừng chụp quá là khủng hoảng, đừng chụp cái gì nó vừa thôi, thì em lấy được cả hai người. Còn thông thường tôi chụp 2-8 thế nào cũng có một người làm tài đời 3-9 dần coi. Tôi không có ngại người kia, tại vì người kia sẽ là ông chồng đứng kế bên, ông kiss nhẹ lên cái gò má hay là nhắm mắt lại như thế này, là nói chung là sẽ có bài chính bài phụ, và ai cũng chính phụ hết á. Tôi dựng người nữ lên trước, đó là người nam qua ôm thế này, kỳ tì thế này, hay để tay như thế này, hay là người nữ, người nam đứng khoanh tay này, ông nữ để cái bài nhắm mắt lại nhìn như thấy nhiều. Ok, nói chung là nó một cái đề tài lớn về couple, về posing hai người, nhưng phải là kiểu vậy là xong. Còn nhiều vấn đề pô tay như thế nào nữa. Ok ha, câu hỏi gì nữa không? Ok, vậy cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau nữa. Hy vọng là tháng tới có cái chủ đề nào đó hay thì chúng ta làm tiếp. Ok nha, chúc các bạn ngày vui vẻ. Ok. Cái gì anh... anh tới không muốn cho mấy cái này. Không, anh hỏi đi, anh hỏi khác. Mình chơi online. Các bạn muốn chơi online thì sẽ chơi trên cái bài thì bọt chiều nào tối nay. Đó. Ok ha. Quà vui mà đâu có gì đâu. Vui vẻ mà ha. Rồi thôi, xin chào các bạn, hẹn các bạn kỳ khác ha. Phát biểu cái gì? Ai muốn anh nói gì? Thôi vậy thôi đi, được rồi. Nè em, nè em. Rồi, buổi offline kết thúc tại đây, và hẹn gặp các bạn ở những cái buổi offline sau. Bây giờ thì mình đi ăn trưa ha, 12 giờ đúng rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.